Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 69. Không biết sống chết, còn dám dùng tiểu thần thông để phản công trong tuyệt cảnh. Trần Vũ cầm lấy quạt xếp, nói với vẻ mặt lạnh lùng và khinh thường. Nhìn Liễu Vân Yên bị đánh văng, Mạc Linh vừa định đứng dậy thì phát hiện một bóng người đã bay đi trước nàng ta một bước. Lâm Nhất bay tới đỡ lấy Liễu Vân Yên, chậm rãi đáp xuống đất. Trần Vũ thấy vậy thì cau mày, vẻ không vui xẹt qua trong mắt, cười mỉa mai, thư viện thiên phủ các ngươi tuy không có bản lĩnh gì, nhưng nhận thua lại rất nhanh nhẹn. Không cần nói đâu, ta biết ngươi đến để nhận thua. Những lời giễu cợt này làm cho vẻ mặt của đám người thư viện thiên phủ đều trở nên khó coi. Nhưng họ chỉ có thể ấm ức trong lòng, không có cách nào phản bác. Vì đúng như hắn ta đã nói. Trước đó Mạc Linh cưỡng chế can thiệp để nhận thua giúp Mục Tuyết không thể lên tiếng. Lúc này Lâm Nhất lại đột nhiên xuất hiện, chắc chắn cũng đến để nhận thua giúp Liễu Vân Yên. Lâm Nhất nhìn Trần Vũ đang tỏ ra đắc ý, trong mắt tràn đầy mỉa mai với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Bản công tử nói sai hả? Trần Vũ đong đưa quạt xếp, cười khẽ, đáng tiếc, cho dù ngươi có phẫn nộ, thực lực mạnh đi nữa thì có thể làm gì? Thư viện thiên phủ đã thua, mau cút đi, đừng đứng trước mặt ta nữa, thật đáng xấu hổ. Nhìn ngọn lửa giận sâu trong mắt Lâm Nhất, Trần Vũ cảm thấy hơi đắc ý. Hắn ta rất thích nhìn đối thủ trong bộ dạng căm phẫn nhưng lại không thể làm gì, không có cách nào phản bác hắn ta. Nó còn sảng khoái hơn cả khi tự tay đánh bại đối phương. Lâm công tử, kệ hắn ta đi, tiểu nhân đắc chí, chúng ta về thôi. Liễu Vân Yên yếu ớt ôm lấy Lâm Nhất, nhỏ giọng bảo, sắc mặt nàng ta trắng bệch, không bị thương quá nặng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự suy yếu, tựa như một đóa hoa còn chưa nở rộ đã lụi tàn. Trong 20 năm cuộc đời này, nàng ta luôn sống vì cuộc chiến giữa năm thư viện. Bây giờ kết cục lại thất bại thảm hại, nàng ta không còn ý nghĩa gì để sống nữa, chỉ sợ cả đời sẽ sống trong sự tự trách mình. Nhưng lời hứa mà ta đã hứa với cô vẫn chưa thực hiện được. Liễu Vân Yên mệt mỏi nói, nhưng chúng ta đã thua. Nghe vậy, Lâm Nhất bèn cười với nàng ta, cô đã quên ta là người bước ra từ địa ngục rồi sao? Ta không sợ đi thêm một lần nữa. Hắn cũng đã từng lựa chọn hình thức địa ngục vì bản thân mình. Hôm nay là vì lời hứa giữa những người bạn với nhau, chọn thêm một lần nữa thì có sao? Lâm Nhất thả Liễu Vân Yên đang sững sờ ra, nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng nhìn vào vị trọng tài đứng bên mép hội trường, trầm giọng nói, ta xin tiến hành hình thức địa ngục, mong tiền bối cho phép. Hình thức địa ngục. Khán đài lập tức trở nên yên tĩnh vì bốn chữ này, từng ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vào người thiếu niên áo xanh đeo hộp đựng kiếm kia, tiểu tử này có biết điều này có ý nghĩa gì không? Hắn có biết năm đó? Thư viện thiên phủ cũng vì chọn hình thức địa ngục mà chịu đủ mọi nhục nhã không? Lẽ nào còn muốn thêm một lần nữa? Điên rồi! Sau một lúc kinh ngạc, tất cả mọi người đều cảm thấy có lẽ thiếu niên nói ra bốn chữ này đã điên rồi. Điên rồi! Sau khi xác định mình đã nghe rõ lời Lâm Nhất nói, tất cả mọi người đều nghĩ thiếu niên áo xanh này điên rồi phải không? 20 năm trước! Phụ thân Liễu Vân Yên đã từng thua thê thảm vì lý do này, khiến cho thư viện thiên phủ phải chịu nỗi nhục ê chề, kết quả là bây giờ không thể trở mình. Nỗi nhục ấy thảm hại cỡ nào, tất cả trưởng lão đều không ngóc đầu lên nổi. Liễu Vân Yên, người lớn lên dưới áp lực này, đã phải chịu đựng sự bất lực tột cùng. Ngày hôm nay, giờ phút này, khi thư viện thiên phủ sắp lâm vào cảnh bại trận lại có người yêu cầu tiến hành hình thức địa ngục này. Vù. Ông lão trọng tài bên ngoài hội trường chợt lắc mình, ngay sau đó xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Dù sao cũng thấy nhiều biết rộng, ông ta bình tĩnh nhìn Lâm Nhất, trầm giọng hỏi, ngươi có biết quy tắc của hình thức địa ngục không? Lâm Nhất gật đầu, nếu hắn đã nhắc tới thì đương nhiên là biết. Hình thức địa ngục lần này hơi khác so với cuộc thi ở đế quốc Đại Tần. Một khi quyết định chọn hình thức địa ngục sẽ đối mặt trực tiếp với ba tuyển thủ của Thư viện Bạch Ngọc. Không phải đánh luân phiên mà là cùng một lượt. Không chỉ có vậy, Thư viện Lưu Vân và Thư viện Thanh Lộc đã thua cũng được phái ra một người. Nói cách khác, sau cùng hắn phải lấy một địch năm. Địa ngục là gì? Đây chính là hình thức địa ngục.
Hành động mạo hiểm lần này tàn khốc hơn rất nhiều so với trận chiến luân phiên của Long Môn tranh tài. Nhưng rốt cuộc có thể chọn hình thức địa ngục hay không, thật ra quyền quyết định không phải ở Lâm Nhất mà nằm trong tay tiền bối Đường Du. Nếu muốn mở hình thức địa ngục thì phải trả cái giá khá lớn. 20 năm trước, Thư viện Thiên Phủ đã trả giá một môn tiểu thần thông, 100 viên linh đan tứ phẩm, 10 viên linh đan ngũ phẩm và một số lượng lớn linh ngọc. Trả một cái giá lớn như thế cho hy vọng mỏng manh ấy, bất luận là ai đều không thể hiểu được. Huống hồ lúc này, dù Lâm Nhất thắng, hắn vẫn phải đấu với tên Tào Trấn có thanh danh hiển hách, thực lực sâu không lường được kia. Tào Trấn đã có tu vi cảnh giới âm huyền tiểu thành vào một năm trước, lúc này cảnh giới của hắn ta có thể đã đạt tới cảnh giới âm huyền đại thành. Đó là yêu nghiệt được Bắc Tuyết Sơn Trang tập trung bồi dưỡng, với mong muốn hắn ta sẽ tỏa sáng trong quần Long Thịnh Yến và giành được vị trí trên bảng Long Vân. Ở trong mắt các tiền bối của Bắc Tuyết Sơn Trang, cái gọi là cuộc chiến giữa năm thư viện, bất luận là Lâm Nhất hay mấy người Giang Giật đều là đá kê chân chuẩn bị cho hắn ta mà thôi. Họ hoàn toàn không để vào mắt, cực kỳ ngạo mạn. Thư viện Tử Lô mời hắn ta đến làm ngoại viện vì để đảm bảo an toàn, thực hiện lời hứa lấy đi bán đạo thần văn của 20 năm trước. Yêu nghiệt như thế, để tìm một người chưa đủ 20 tuổi đã có thể vượt qua hắn ta, có lẽ lật khắp thành U Châu cũng không tìm được. Tất cả trưởng lão thư viện Thiên Phủ đều khẽ biến sắc, ánh mắt do dự. Chưa kể đến Tào Trấn, chỉ hình thức địa ngục này thôi đã khiến họ cảm thấy Lâm Nhất chưa chắc có thể hoàn thành được. Hơn nữa, trong hình thức địa ngục rất có thể sẽ bị giết chết, thậm chí không có cơ hội nhận thua. Nghĩ đến phong cách tàn bạo của thư viện Bạch Ngọc, có lẽ họ sẽ thật sự giết Lâm Nhất trong hình thức địa ngục. Khi họ đang do dự, Lâm Nhất trên sân đột nhiên xoay người lại, lúc này khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, ánh mắt tràn đầy nhuệ khí. Hắn tựa như một thanh bảo kiếm tuyệt thế chưa phát huy uy lực, đang chờ được rút ra khỏi vỏ. Nhưng kiếm chưa ra khỏi vỏ, dù có sắc bén thì cũng có ích lợi gì. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn nhìn tiền bối Đường Du lại bày tỏ sự quyết tâm và tự tin của mình. Ánh mắt sắc bén này không chỉ làm cho tiền bối Đường Du sững sờ, các trưởng lão còn lại cũng vì đó cảm thấy hít thở không thông. Bỗng một tia sáng lướt qua trong mắt Mạc Linh, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ chưa từng có, nàng ta nhẹ nhàng lên tiếng, đồng ý đi ạ. Ta dùng thân phận đích nữ Mạc gia thỉnh cầu tiền bối Đường Du hãy đồng ý. Nếu hắn thua, ta sẵn sàng gánh vác trách nhiệm cùng hắn. Các trưởng lão khác nghe vậy đều ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Nhất, nàng ta nói những lời này tương đương với việc chống lưng cho Lâm Nhất. Tiền bối Đường Du nhìn nàng ta, sau đó rời mắt sang Lâm Nhất, dường như đã có quyết định, thư viện Thiên Phủ không phản đối. Hàng loạt tiếng thốt kinh ngạc vang lên và điên cuồng lan rộng ra, cả khán đài và hội trường hoàn toàn trở nên sôi sục. Đồng ý rồi, Thư viện Thiên Phủ đã đồng ý với hình thức địa ngục mà Lâm Nhất đề xuất. Sợ thật, không ngờ lại đồng ý. Hình thức địa ngục đấy, tên Lâm Nhất này đã điên, Thư viện Thiên Phủ cũng phát điên theo hắn luôn à? Chẳng lẽ 20 năm trước vẫn thua chưa đủ sao? Quyết định lần này khiến ba thư viện khác đều kinh ngạc, nhất thời chưa phản ứng kịp. Họ không hề coi lời Lâm Nhất nói là thật, hình thức địa ngục cũng không phải ngươi nói khiêu chiến là khiêu chiến ngay. Nó cần phải trả một lượng tài nguyên lớn, nếu thua sẽ bị bên thắng lấy đi. Ngay sau đó, họ lập tức cười khẩy. Ngông cuồng, nếu Thư viện Thiên Phủ đã muốn cho không chúng ta một món quà lớn, chúng ta cứ nhận lấy là được. Thư viện Bạch Ngọc, La Thâm và Tào Hưu vẫn chưa thi đấu đồng loạt bay lên, bừng bừng sát khí đáp xuống giữa sân. Ông lão áo gai đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Thư viện Lưu Vân, ngay sau đó có một bóng người bay ra. Là Bạch Ngọc Thần, ngoại viện của Thư viện Lưu Vân. Chỉ cần tham gia thì sẽ được chia lượng tài nguyên do Thư viện Thiên Phủ trả cho hình thức địa ngục này. Một chuyện tốt như thế, sao có thể bỏ lỡ được? Ông lão áo gai nghiêng đầu nhìn sang chỗ ngồi của Thư viện Thanh Lộc, nhưng Giang Giật của Càn Vân Tông lại khẽ lắc đầu, không đồng ý. Trước lời khuyên của hắn ta, Thư viện Thanh Lộc không phái người khác ra. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn qua, Giang Giật cười với hắn, ánh mắt có vẻ khâm phục, chỉ là trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi.
Mặc dù rất khâm phục dũng khí của Lâm Nhất, nhưng hắn ta thực sự không thể đánh giá cao Lâm Nhất trong quyết định lấy một địch bốn này. Trong nháy mắt, bốn người Trần Vũ, La Thâm, Tào Hưu và Bạch Ngọc Thần đã có mặt. Bầu không khí tại hiện trường rõ ràng trở nên căng thẳng, sau một hồi ồn ào, họ đều nín thở không dám lên tiếng. Ta tuyên bố, hình thức địa ngục chính thức bắt đầu. Sau khi đã xác định, ông lão áo gai bắt lấy tay Liễu Vân Yên, rồi kéo nàng ta cùng ra khỏi hội trường, nhường lại cái sân khấu được vạn người chú ý này cho năm người vừa lên sàn. Hiển nhiên, một trận đại chiến đầy máu tanh sắp sửa diễn ra. Ấm. Bốn luồng khí thế hùng hậu tương đương nhau quét qua hội trường hệt như một cơn bão, uy danh mênh mông cuồn cuộn dâng trào, ẩn trong đó là sát ý lắng đọng như mạch nước ngầm, mãnh liệt và kích động. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn, tầm mắt của hắn hướng về La Thâm và Trần Vũ, chiến ý nóng bỏng lập tức bùng nổ trong đôi mắt bình tĩnh kia. La Thâm, người đeo cự kiếm sau lưng, nở một nụ cười lạnh lùng rồi nhìn về phía Lâm Nhất và nói, cô nhóc bị ta chém trước đó e là giờ không ổn lắm đâu. Nhưng cứ yên tâm đi, lát nữa ngươi sẽ bị ta chém thành hai nửa, đảm bảo không đau đớn gì cả, hoặc là, ngươi cũng có thể đổi cách chết khác. Bên cạnh, Trần Vũ phe phẩy quạt xếp, ánh mắt hắn ta lóe lên tia lạnh lùng, cười nói, chết ư. Vậy chẳng phải hời cho hắn quá à, một kẻ không biết sống chết, dám lựa chọn hình thức địa ngục thì phải chơi đùa cho thật đã mới được. Các ngươi, nên lo lắng cho bản thân thì hơn. Đối mặt với sự đùa cợt của hai người này, Lâm Nhất lại tỏ thái độ rất nghiêm túc. Ngông cuồng. Lời này khiến bốn người La Thâm thay đổi sắc mặt, sâu trong mắt bọn họ lóe lên tia âm u và phẫn nộ. Những người này vốn là nhân tài đến từ các nơi, từ xưa đến nay vẫn luôn kiêu ngạo, bọn họ không cho rằng Lâm Nhất mạnh hơn mình bao nhiêu. Công tử Táng Hoa Lâm Nhất thỉnh các vị chỉ giáo. Sắc mặt Lâm Nhất cực kỳ lạnh lùng. Kiếm Táng Hoa bên trong hộp đựng kiếm dường như cảm nhận được sát ý trong lòng hắn nên rung lên từng hồi, vận sức chờ phát động. Không đợi bốn người kia ra tay, trên hội trường bao la, thiếu niên áo xanh đã lao về phía bọn họ trước. Thú vị! Muốn chết vậy à? Nhìn thấy Lâm Nhất từ xa vào đến, mấy người Tào Hưu đang đứng sóng vai nhau lập tức nhếch mép cười khẩy. Dùng một địch bốn lại còn chủ động ra tay trước. Quả thật không biết chữ chết viết thế nào. Tuy nhiên, ngay sau đó, mấy người họ không còn cười nổi nữa. Trên mặt đất xám xịt, thiếu niên áo xanh nhanh chóng lao đến, trong tay hắn nắm chặt kiếm Táng Hoa vừa bắn ra khỏi hộp đựng kiếm. Tuy kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng không biết từ lúc nào, bầu trời phía trên đầu thiếu niên đã xuất hiện một đóa hoa tử diên bàng bạc. Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Kiếm thế của hắn như hoa nở. Trong biển mây bao la, trong khắp cõi trời đất, không chỗ nào là không có. Dưới kiếm thế cực kỳ bá đạo kia, bóng dáng đơn bạc của thiếu niên bỗng trở nên sừng sững, cao lớn trước mắt mọi người. Trong cuồng phong gào thét, bóng dáng kia nhanh chóng tiến đến gần, như một đốm sáng dần phóng đại, đến cuối cùng, hắn và kiếm của mình sáng chói như ban ngày. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Bất chợt. Thiếu niên đang điên cuồng lao đến kia biến mất như một luồng hào quang sáng rực trước mắt bốn người. Sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, thoáng chốc trở nên cực kỳ khẩn trương. Boang! Tiếng kiếm ngân vang, một luồng kiếm quang màu bạc đột ngột xuất hiện giữa không trung, bổ thẳng vào lưng Bạch Ngọc Thần. Bạch Ngọc Thần không nghĩ nhiều, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, ra sức nghênh đón. Ầm ầm! Khoảnh khắc hai kiếm va vào nhau. Chân nguyên sôi trào như núi lửa, Bạch Ngọc Thần không kịp đề phòng nên bị một kiếm này đánh bay, cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay lan ra, thoáng thấy máu tươi rỉ ra ngoài. Việc này, sao có thể chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Ngọc Thần cực kỳ hoảng sợ, tu vi của đối phương mới chỉ là âm huyền viên mãn, vậy mà chân nguyên còn mạnh mẽ hơn so với hắn, cộng thêm kiếm ý tiên thiên tiếp cận đại thành. Hai thứ này hỗ trợ cho nhau, cũng là một kiếm thế nhưng uy lực lại chênh lệch lớn như vậy. Lâm Nhất vẫn bình thản sau khi đẩy lui Bạch Ngọc Thần, hắn lập tức trở tay đâm một kiếm ra ngoài, mũi kiếm phát ra tia sáng màu bạc chói mắt, giống như một ngôi sao, duệ khí sắc bén và ác liệt cũng tuôn trào từ mũi kiếm. Đáng giận! Dường như cảm nhận được một kiếm kia, Tào Hưu mắng một tiếng rồi vội lách người né tránh.
ù ù. Tiếng gió vút qua, trong mắt Trần Vũ léo lên tia âm u, hắn ta giang hai tay ra, cầm lấy quạt xếp tấn công Lâm Nhất từ phía sau lưng. Thân thể Lâm Nhất tựa như cánh bướm, lay động theo cơn gió, hắn khéo léo xoay người, cổ tay run lên dữ dội, ống tay áo màu xanh bồng bềnh như mây, trong mây, một luồng kiếm quang màu bạc phá không mà đi, hung hăng bổ xuống. Trần Vũ còn ở giữa không trung, chưa kịp ra tay thì đã bị Lâm Nhất dùng một kiếm này áp chế. Sắc mặt hắn ta sầm xuống, ngón tay kết ấn, linh văn trên quạt xếp màu tím lóe lên lôi quang rực rỡ, như một bức tranh từ từ mở ra, hòng ngăn trở một kiếm này. Nhưng hiển nhiên, hắn ta đã nghĩ quá nhiều. Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng, kiếm của hắn hệt như cơn gió lạnh trong ngày thu, cuốn bay lá rụng, thổi tan sắc thu đầy trời, chỉ còn lại khí lạnh hệt như tuyết trắng mịt mù vô biên. Thình thịch. Trong một nhịp thở, kiếm thế âm u và lạnh lẽo kia ào ào chút xuống Trần Vũ. Đập vào mắt là kiếm ý trắng xóa như tuyết, Trần Vũ cắn chặt răng vung vẩy quạt xếp trong tay, điên cuồng lui về sau. Sau khi hắn ta lui được 10 bước, kiếm trong tay Lâm Nhất đột nhiên tăng lực, trực tiếp chém bay hắn. Ầm. Đúng lúc này, hội trường bỗng rung lắc dữ dội, đó chính là La Thâm, tay kiếm khách hung tàn lưng đeo cự kiếm. Hắn muốn ra tay. Kiếm của hắn hệt như núi cao, nặng nề nện xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người bất giác thay đổi sắc mặt. Bởi kiếm pháp của người kia quá mức quái đản, nếu tiếp không nổi kiếm thứ nhất của hắn ta thì chắc chắn sẽ phải thua. Mục Tuyết của Thiên Kiếm Tông vốn đã bại một cách thê thảm như vậy đấy. Mắt thấy La Thâm mang theo thanh cự kiếm khổng lồ kia nhảy vọt lên, Lâm Nhất đang giao đấu đột nhiên xoay người. Xíu, yêu yêu. Người lao đi theo kiếm, hóa thành một luồng sáng bạc, phút chốc đã đến trước mặt La Thâm. Đến hay lắm, sâu trong mắt La Thâm tràn đầy sát ý, hắn nhếch miệng cười. Xoẹt. Nhưng nụ cười còn chưa trọn vẹn thì hắn ta bỗng thấy máu tươi bắn tung tóe. Kiếm táng hoa như một làn thu thủy xẹt qua, cắt đứt cánh tay hắn ta. Không ai nhìn thấy rõ Lâm Nhất đã xuất kiếm như thế nào, mọi người chỉ biết cánh tay vốn đang nắm chặt thanh cự kiếm của La Thâm bỗng chốc bay ra ngoài hệt như một luồng sáng bạc. Đau đớn dữ dội khiến hắn ta thét lên một tiếng thảm thiết, tuy nhiên, tên này cũng là một kẻ tàn nhẫn, mắt hắn ta lóe lên tia hung ác, cánh tay trái còn sót lại lập tức duỗi về phía cự kiếm với tốc độ tia chớp. Cạch! Nhưng kiếm của Lâm Nhất không cho hắn ta cơ hội nắm lấy chuôi kiếm. Một luồng kiếm quang vô tình chém bay tay trái của La Thâm. Xoẹt! Lâm Nhất xoay người, ngay khoảnh khắc đó, một luồng kiếm quang màu bạc xoay tròn hệt như một dải lụa, rồi sau đó, thân kiếm như làn thu thủy giơ lên cao. Sau lưng hắn, một cái đầu người với đôi mắt trợn trừng đang dần bay lên không. Xoạt! Cái đầu đang bay kia khiến mấy vạn người có mặt tại đây biến sắc, bầu không khí tĩnh lặng như chết bao trùm hết thảy. Bởi vì bọn họ rất quen với cái đầu người kia, phải nói là quen đến mức không thể nào quen hơn. Tuy nhiên, giờ khắc này, tất cả đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm, đến nỗi chỉ biết há to mồm mà nhìn, không biết nói sao cho phải. Nói quen đương nhiên là vì chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra. Nói lạ là vì cảnh tượng này thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Thực lực của La Thâm khủng bố đến mức nào? Một thanh cự kiếm cực kỳ nổi bật kia đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng mọi người. Mạnh như Mục Tuyết, một nhân tài kiệt xuất của Thiên Kiếm Tông, mà còn phải bại thê thảm dưới kiếm của hắn ta. Thậm chí suýt nữa đã mất mạng, nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn của đối phương vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt, dường như chỉ mới một khắc trước thôi. Vậy mà bây giờ, hắn ta đã chết. Chết trong tay thiếu niên áo xanh tên Lâm Nhất kia. Hắn dùng một kiếm chém tay phải, một kiếm chém tay trái, một kiếm chém đầu. Ba kiếm, chỉ với ba kiếm, chẳng khác nào cắt dưa cải, cứ thế lấy mạng La Thâm. Nhưng càng khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc hơn chính là thiếu niên có sắc mặt bình thản và lạnh lùng kia đã sớm quay sang một hướng khác, hoàn toàn không để tâm đến việc La Thâm đã đầu thân chia lìa. Hắn lao thẳng về phía ba người Tào Hưu, người giữa không trung, sát ý ngập trời. Sát ý hừng hực như lửa, ẩn chứa sự hung tàn. Ánh mắt hắn cũng bắt đầu lóe lên tia hung ác, còn ba người đối diện, khi nhìn thấy cái đầu bị chém bay sau lưng Lâm Nhất, bọn họ có cảm giác như rơi vào hầm băng,
dường như có ai đó cầm búa gõ mạnh vào tim. La Thâm, hắn ta, chết rồi. Không có bất kỳ từ ngữ nào có thể mô tả tâm trạng của ba người lúc này, bất giác, mồ hôi lạnh túa ra, bọn họ có cảm giác sống lưng cực kỳ lạnh lẽo. Sát ý ngập trời cũng dần tiêu tán, sắc mặt cả đám tái nhợt. Lui! Kích thích quá lớn khiến ba người hô hấp rối loạn, bắt đầu để lộ sơ hở. Chỉ cần Lâm Nhất đến gần, bọn họ ắt phải chết. Nhưng kiếm táng hoa trong tay Lâm Nhất không cho đám người này có cơ hội thoát thân. Hắn xoay người không chút do dự, duỗi tay đâm ra một kiếm. Mũi kiếm lóe sáng như sao trời, không ngừng phóng đại trước mặt ba người Tào Hưu, như hình với bóng, đuổi sát tốc độ lùi bước của bọn họ, không cho mấy người này có cơ hội xoay người. Thình thịch. Tình thế lập tức trở nên quái đản, thiếu niên áo xanh chỉ với một kiếm mà đã có thể liên tục ép lui ba người Tào Hưu. Liều mạng. Mắt thấy rơi vào thế bị động, lùi cũng không thể lui. Ba người đồng loạt thét lên một cách giận dữ, sau đó ra tay với xu thế sét đánh, chém về phía Lâm Nhất. B-O-A-N-G. Nhưng dường như Lâm Nhất đã sớm đoán được, thân kiếm vẽ một đường vòng cung lạnh lẽo từ dưới lên, tay ba người lập tức bắn ra máu tươi. Bọn họ thét lên vì đau đớn, Lâm Nhất ra tay nhanh như chớp, kiếm táng hoa liên tục vung ra như giông tố ập đến. Phập. Phút chốc. Trần Vũ vốn đã bị thương trước đó giờ lại bị một kiếm đâm vào ngực, sau đó bị hất bay ra ngoài. Ánh mắt của Tào Hưu và Bạch Ngọc Thần, người của Thư viện Lưu Vân, lập tức lóe sáng. Mỗi người lấy đà lao lên, đánh ra sát chiêu cực kỳ khủng bố. Nhưng ngay sau khi đánh bay Trần Vũ, kim ô ấn sau lưng Lâm Nhất phát ra hào quang sáng rực, hắn giang hai tay ra, hệt như kim ô lui về sau với tốc độ tia chớp, vừa khéo tránh thoát được nguy hiểm. Ầm ầm. Sát chiêu của Tào Hưu và Bạch Ngọc Thần bị thất bại, đánh thẳng xuống đất tạo thành một cái hố sâu, bụi bay mù trời, lan ra khắp bốn phía. Ánh sáng hạo nguyệt. Khi hai người còn chưa kịp rời đi thì Lâm Nhất vừa nãy mới điên cuồng lui ra giờ lại lao đến như tia chớp. Giữa không trung, một luồng kiếm quang mênh mông mà bá khí, hệt như ánh trăng sáng rực, vô tình chém xuống. Kiếm như trăng sáng như lửa. Luồng kiếm quang này được thi triển dựa trên kiếm quyết tầng 9 đỉnh phong, mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người đang quan sát cuộc chiến đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào hai người Tào Hưu và Bạch Ngọc Thần. Phụt! Chân nguyên hộ thể của bọn họ đã xuất hiện một vài vết nứt, khắp người đầy những vết thương đầm đìa máu tươi. Tên này, rốt cuộc là hắn đã làm như thế nào? Hai người lộ vẻ hoảng sợ. Không ngờ trong tình huống cả hai liên hợp chống đỡ, luồng kiếm quang như trăng kia vẫn có thể gây tổn thương cho bọn họ. Đối phương chỉ mới đạt đến tu vi âm huyền viên mãn đỉnh phong mà thôi, dù có mạnh hơn nữa cũng không thể đáng sợ đến mức đó được. Rốt cuộc hắn đã tu luyện công pháp gì? Một kiếm này thật đáng sợ, nhưng dường như đó còn chưa là sát chiêu mạnh nhất của Lâm Nhất, chắc chắn người này từng gặp được kỳ ngộ gì đó nên mới tu luyện được kiếm quyết tuyệt diệu đến vậy. E là không đơn giản như vậy, kiếm ý tiên thiên vốn đã vô cùng đáng sợ, nhưng người có phát hiện hay không, có vẻ như kiếm ý tiên thiên của Lâm Nhất đã sắp tiếp cận đại thành rồi thì phải. Dùng kiếm ý tiên thiên sắp tiếp cận đại thành phối hợp với kiếm quyết của bản thân, nếu là vậy thì có thể hiểu được vì sao một kiếm kia lại có được uy lực bực này. Trận đại chiến này vô cùng kịch liệt và tàn khốc, diễn ra một cách gay cấn và đầy hấp dẫn. Thực lực kiếm đạo mà Lâm Nhất bày ra quả thực khiến người ta phải tròn mắt mà nhìn, có cảm giác rung động không thôi. Trong thành U Châu, dù là lầu huyết phú hay lầu tàn kiếm thì cũng không có kiếm pháp đáng sợ như thế. Thư viện Thanh Lộc, Giang Dật nghe bốn phía bàn tán thì khẽ lắc đầu, những người này nói không sai, nhưng bọn họ lại không để ý đến một vấn đề. Thế cục nghịch chuyển không bắt đầu từ cái chết của La Thâm, dù chỉ còn lại ba người. Nhưng nếu liên thủ thì ít nhất cũng có hơn 6 phần cơ hội thắng. Tuy nhiên, La Thâm chết đã khiến ba người kia quá hoảng sợ mà để lộ sơ hở, từ đó, mỗi một lần hành động đều để Lâm Nhất chiếm thế chủ động. Nhưng điều quan trọng nhất là giờ phút này, Lâm Nhất đơn thuần chỉ một lòng hướng kiếm, không sợ hãi, không nóng nảy, không vội cũng không chậm. Đó là một loại khí phách, một loại phong thái không cách nào nói rõ được, chỉ có kiếm khách mới có thể thấu hiểu. Tại vị trí của Thư viện Thiên Phủ,
khi nhìn thấy cảnh này, mọi người kinh ngạc không thôi. Kiếm pháp thật đáng sợ. La Thầm kia nói chết là chết, đúng là thoải mái mà, trước đó hắn đã hung hăng ngang ngược cỡ nào chứ? Ha ha, khá lắm Lâm Nhất, công tử Táng Hoa quả nhiên danh bất hư truyền. Quả thật sư tỷ Mạc Linh rất có mắt nhìn, khiến người ta phải khâm phục. Đánh được khí thế như vậy thì dù có thua cũng chẳng ai dám xem thường thư viện thiên phủ của chúng ta. Đúng vậy, có mấy ai có được khí phách bực này. Kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của Lâm Nhất, từ trên xuống dưới thư viện thiên phủ phút chốc cảm thấy cực kỳ phấn chấn, mọi lo lắng đều bị quét sạch. Mục Tuyết đang nằm trên ghế cố gắng mở mắt quan sát, tuy tầm mắt nàng ta có hơi mông lung nhưng vẫn có thể phân biệt được bóng dáng mờ ảo kia. Đột nhiên, nàng ta nhớ đến việc trước đó mình đã dùng kiếm ý thiên thiên để hù dọa Lâm Nhất, nhưng với thực lực của Lâm Nhất, nếu hắn muốn thì có thể dễ dàng khiến nàng xấu mặt ngay trước mặt tiền bối Đường Du. Bất giác, Mục Tuyết cảm thấy có một chút tự trách, tên này, ta đã thật sự trách lầm hắn. Trong hội trường, ngay khi Lâm Nhất đẩy lui hai người Tào Hưu, hắn không chú ý đến một ánh mắt âm độc vẫn luôn âm thầm dõi theo mình. Là Trần Vũ, kẻ trước đó bị Lâm Nhất dùng kiếm đâm trúng ngực dẫn đến trọng thương. Đi chết đi. Mắt thấy Lâm Nhất vừa rơi xuống đất sau khi chém ra mấy luồng kiếm quang, quạt xếp màu tím có vẽ linh văn trong tay hắn ta bỗng hóa thành một tia sét màu tím, lao về phía ngực Lâm Nhất với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Một kích này cực kỳ âm hiểm, hắn ta đã ủ mưu từ lâu. Trần Vũ tự tin một kích này dù không lấy được mạng của Lâm Nhất thì cũng khiến hắn nửa sống nửa chết. Phút chốc cây quạt xếp kia đã giết đến, khi sắp tiếp cận đối phương, nó đột nhiên nổ tung. Hóa thành 12 cây xương quạt sắc bén, đồng loạt đâm vào chỗ hiểm của Lâm Nhất. Ha ha, Lâm Nhất, ngươi nhất định phải chết. Sau khi đắc thủ, nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Vũ cũng bất chấp vết thương trước ngực, cứ thế cười ha hả. Keng, keng, keng. Nhưng ngay khi Lâm Nhất xoay người, chỉ trong một nháy mắt, hắn đã chém ra 9981 luồng kiếm quang. Thoạt nhìn, kiếm quang hệt như một đóa tử diên nở rộ. 12 cây xương quạt đều bị đánh bật trở về. Phập. Trong lúc Trần Vũ còn đang cười khoái chí, chưa kịp có phản ứng thì đã bị mấy cây xương quạt kia đâm vào chỗ hiểm, biến hắn ta thành một con nhím. Xương quạt cắm vào mi tâm hắn ta là chí mạng nhất, máu tươi không ngừng trào ra. Sắc mặt Trần Vũ trắng bệch, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang dần trôi tuột đi. Bình sinh Lâm Mỗ hận nhất là kẻ dùng ám khí đánh lén. Sâu trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh lẽo cứ như đến từ địa ngục vậy, cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến hình ảnh đại ca Hân Tuyệt chết trước đó. Không cho Trần Vũ có cơ hội toàn thây, Lâm Nhất hóa thành một luồng kiếm quang, trực tiếp xỏ xuyên qua người hắn ta. Rầm. Đến khi Lâm Nhất rơi xuống thì thân thể hắn ta đã chia năm xẻ bảy, nổ tung ra. Lộp bộp. Sau khi thân thể bị chia cắt kia rơi xuống đất, một tiếng nổ mạnh vang lên, từng luồng kiếm thế liên tục xuất hiện, chôn vùi những mảnh thân thể kia, hóa thành cho tàn rồi theo gió biến mất. Không còn lại gì. Trần Vũ của thư viện Bạch Ngọc lại càng thảm hại hơn La Thâm, hai cốt phút chốc tan thành cho bụi, không còn lại gì. Vô số ánh mắt lóe lên sự sợ hãi, khi dõi mắt nhìn theo bóng lưng thiếu niên kia, có không ít cao thủ co giật khóe miệng, rốt cuộc một kiếm này có bao nhiêu hận. Trần Vũ đã chạm vào điều kiêng kỵ gì của Lâm Nhất mà hắn lại ra tay tàn ác đến như vậy. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người của thư viện Bạch Ngọc tối sầm. Trước kia dương dương tự đắc, giờ thì chỉ còn chán nản, ánh mắt bọn họ khi nhìn Lâm Nhất chất chứa vô số oán hận. Rốt cuộc tên này từ đâu chui ra? Bạch Ngọc thần, nếu ta và ngươi còn giữ lại át chủ bài thì sợ là kết cục cũng không tốt hơn hai người kia bao nhiêu đâu. Tào Hưu lau khô vết máu trên khóe miệng, nhìn bóng lưng thiếu niên áo xanh đằng xa, hắn ta nở một nụ cười đắng chát. Thật sự quá thảm, đây vốn là hình thức địa ngục, bọn họ cứ nghĩ bốn người sẽ liên thủ hành hạ Lâm Nhất đến chết, nhưng nào ngờ cục diện lại hoàn toàn đảo ngược. Hình thức địa ngục lại biến thành địa của bọn họ, trở thành sự sỉ nhục đối với Thư viện Bạch Ngọc. Mắt thấy ba người của Thư viện Bạch Ngọc sắp trở thành đá kê chân cho Lâm Nhất rồi. Không. Tuyệt đối không, hôm nay Lâm Nhất phải chết. Trên người Tào Hưu một lần nữa bùng nổ sát ý vô biên,
Trong mắt hắn xuất hiện sự sắc bén trước nay chưa từng có, hiển nhiên là có ý định liều chết để cược một lần. Cạnh hắn không xa, Bạch Ngọc Thần lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất, trầm giọng đáp, đúng với ý ta cũng không có ý định nương tay, hôm nay nếu người này không chết, ta và ngươi không thể trở mình. Keng! Nhưng khi hắn ta còn chưa nói xong thì một luồng kiếm quang đã lao đến như tia lửa điện. Tào Hưu đang ngùn ngụt sát ý, còn chưa kịp đánh ra át chủ bài thì đã bị nổ thành hai nửa, không rên nổi một tiếng. Hắn ta hệt như một tấm ván gỗ bị nổ ra từ giữa. Hai chân Bạch Ngọc Thần nhún ra, môi run run, hắn thấy được, một kiếm kia chính là kiếm đã buộc Giang Dật phải nhận thua. Bá kiếm, Bôn Lôi Chảm Điện. Ầm ầm. Đến giờ khắc này, kiếm ý diễn hóa thành tiếng sấm mới bắt đầu vang vọng khắp trời đất, nhưng người nọ đã sớm chết. Người ở khắp các vị trí trên vùng đồi núi này đều đổ dồn ánh mắt về phía thiếu niên áo xanh kia, tay phải hắn cầm kiếm, chậm rãi bước về phía Bạch Ngọc Thần người cuối cùng còn sống sót. Giống như khi mới bắt đầu hình thức địa ngục, hắn một thân một kiếm, xông về phía bốn người đang cười nhạo mình. Một lòng hướng kiếm, quyết tiến không lùi. Uỳnh ầm ầm. Âm thanh như sấm rền được tiến hóa bởi kiếm ý kia réo rắt oai nghiêm, đinh tai nhức óc. Tiên thiên kiếm ý gần đạt đến đại thành, mênh mông vô biên lay động cả gió mây trên bầu trời. Trong hàng ghế khán đài, có vô số ánh mắt ngập vẻ kinh hoàng tột độ khi nhìn về phía người thiếu niên áo xanh kia. Chết rồi. Tào Hưu được thư viện Bạch Ngọc coi như vương bài, hai lần đại chiến đều không nỡ phái ra cứ như vậy chết tức tưởi trong tay Lâm Nhất chỉ bằng một kiếm. Lại là một kiếm đó, một chiêu Bôn Lôi Chảm Điện khi đánh lui Giang Dật đã khiến tất cả mọi người nhận thức được phong thái của nó. Loại phong thái đó khiến Giang Dật của Càn Vân Tông bị ép phải nhận thua. Nhưng xét cho cùng mọi người vẫn coi nhẹ một kiếm kia rồi, đợi cho đến khi hắn thực sự đánh lên người Tào Hưu thì mới biết được kiếm này khủng bố đến mức nào. Kiếm pháp ở mức độ này khiến không ít kẻ mạnh của thành U Châu ngồi quanh đây phải nhìn nhau sửng sốt. Theo sự hiểu biết của bọn họ, một kiếm này với tu vi cảnh giới âm huyền thì hầu như không thể tế ra được. Quả thực là quá mức khủng bố và trái với lẽ thường, khiến cho bọn họ không thể không nảy sinh nghi ngờ. Nhưng có nghi ngờ hơn nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật là Thư viện Bạch Ngọc đã thua không còn manh giáp. Lâm Nhất đầu tiên hạ gục La Thâm, một kiếm chém luôn cánh tay phải của hắn ta, một kiếm nữa chém tiếp tay trái, một kiếm cuối cùng đầu rơi xuống đất. Mà sau đó trong lúc nguy hiểm cận kề lại vung ra 9981 kiếm, đánh bật lại hết ám khí của Trần Vũ, rồi một kiếm chém chết hắn ta, dứt khoát cho hắn ta tan thành cho bụi. Mà Tào Hưu kia lại là kẻ tức tưởi nhất, rõ ràng vẫn còn sức chiến đấu. Muốn kết hợp với Bạch Ngọc Thần, mỗi người tế ra con át chủ bài của mình để giết chết Lâm Nhất. Nhưng lại hoàn toàn không thể ngờ được, còn chưa kịp bắt đầu ra tay thì đã bị một kiếm chém thành hai mảnh. Tức tưởi biết bao, không thể dùng ngôn từ để hình dung được. Chết hoặc có lẽ không phải là kết cục tệ nhất, người sống có lẽ còn phải chịu đau khổ hơn nhiều. Trong hội trường mênh mông, đối mặt với Lâm Nhất đang từng bước áp sát, Bạch Ngọc Thần run lên bần bật, chân nhún cả ra, khóe miệng lắp bắp. Hắn ta có lòng nhận thua nhưng lắp bắp cả nửa ngày trời mà cũng không nhả ra được một chữ hoàn chỉnh, gần như đã sợ đến dại cả ra rồi. Nhưng không có ai dám cười nhạo hắn ta, chỉ là thần sắc trong mắt có thêm vẻ thương xót. Đổi lại là mình ở trong hoàn cảnh của Bạch Ngọc Thần thì e là biểu hiện còn tệ hơn thế. Người một giây trước còn đang nói chuyện với mình mà giây tiếp theo đã bị chém thành hai mảnh. Loại cảm giác khủng hoảng đó, sự công kích đó chỉ nghĩ thôi đã khiến da đầu tê dại. View. Bước chân của Lâm Nhất thình lình dừng lại, ánh mắt của hắn quét qua người Bạch Ngọc Thần, sau đó tầm mắt hướng về phía ông lão áo vải bên ngoài sân đấu, hờ hững nói, hình thức địa ngục này, ta có vẻ đã thắng rồi. Giọng của thiếu niên không lớn. Nhưng trong cả hội trường tĩnh lặng như tờ này lại chẳng khác gì tiếng sấm rền. Âm thanh bỗng nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vô biên vô tận, khiến tất cả khán giả theo dõi trận chiến hoàn hồn sau cái chết của Tào Hưu. Quả thực đã thắng rồi. Bạch Ngọc Thần này bây giờ còn không thể tự nhận thua, không chỉ là Thư viện Lưu Vân, đến cả sĩ diện của Thanh Mộc Các cũng bị hắn ta làm cho mất sạch rồi. Không thể trách hắn ta. Thực sự không thể trách hắn ta,
đổi lại là người khác e là cũng giống như hắn ta mà thôi. Thảm quá, Bạch Ngọc Thần thật là thê thảm, nhưng mà thư viện Bạch Ngọc kia còn thảm hơn. Đây có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử cuộc chiến giữa năm thư viện đã thành công khiêu chiến hình thức địa ngục. Sau trận chiến này, cho dù ngày mai Lâm Nhất khiêu chiến Tào Thần thất bại thì thư viện Thiên Phủ cũng vẫn đứng vững. Không sai, đối với tông môn mà nói, quan trọng nhất là khí thế và danh tiếng. Trận chiến của Lâm Nhất thay mặt thư viện Thiên Phủ đã trả lại nỗi nhục của 20 năm trước, hơn thế nữa càng tạo ra khí thế mạnh mẽ. Danh tiếng và khí thế đều có cả, còn lo gì tông môn không thể hưng thịnh. Sau khi cơn ngạc nhiên và thảng thốt qua đi, khán giả bốn phía dần vang lên những âm thanh xì xào bàn tán, xôn xao không ngừng. Nhưng cũng có người vẫn mang vẻ ngơ ngẩn, trong đáy mắt ngập nỗi bàng hoàng. Bất luận là Bạch Ngọc Thần hay là Tào Hưu, lại hoặc là La Thâm người đầu tiên bị chết, bọn họ đều là nhân tài một phương, không tính là yêu nghiệt nhưng tuyệt đối không yếu. Ít nhất ở trong thành U Châu này, trong cùng thế hệ thì cũng có rất ít người có thể sánh kịp. Nhưng bây giờ lại đã thua sạch. Còn là trong tình huống liên thủ với nhau, thua bởi một thiếu niên cùng trang lứa. Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất. Cuộc đại chiến này rõ ràng sẽ khiến cho danh tiếng của công tử Táng Hoa nổi như cồn trong cả thành U Châu. Ông lão áo vải thân là trọng tài của trận đấu, trong thành U Châu này cũng coi như có danh vọng không thấp, bất kể là thực lực hay kiến thức đều tương đối bất phàm. Trước đó, khi Lâm Nhất lựa chọn hình thức địa ngục, khi tất cả mọi người còn đang ngạc nhiên tột độ. Thân sắc của ông lão vẫn không hề sao động, nhưng bây giờ khi ông ta yên lặng đi vào hội trường thì trong lòng ông ta cũng chấn động. Không kém mọi người. Ánh mắt ông là chỉ thoáng dừng trên người Bạch Ngọc Thần sau đó liền dán chặt lên người Lâm Nhất không thể rời đi. Phảng phất như bị chìm vào trong đó, thật lâu sau ông ta mới trầm giọng nói, trận chiến này, Lâm Nhất thắng. Thư viện Thiên Phủ, hình thức địa ngục, khiêu chiến thành công. Giọng nói trầm thấp mà hùng hậu vang vọng quanh trời đất, truyền ra xa, tuyên bố kết quả cuối cùng. Ào! Rất nhiều trưởng lão của thư viện Bạch Ngọc đã đen xì mặt từ lâu, trông cực kỳ khó coi. Vốn dĩ đã là cục diện thắng chắc, lại bị hình thức địa ngục lật ngược tình thế, có thể tưởng tượng được nó khó chịu cỡ nào. Cảm giác chênh lệch bấp bênh nặng nề đánh mạnh vào nội tâm của mỗi người. Càng khiến người ta khó mà chấp nhận được là, La Thâm. Trần Vũ còn có ngoại viện mời đến từ Huyền Viêm Tông kia chẳng có người nào thoát chết. Đây sẽ là một tổn thất nặng nề, rất có khả năng thư viện Bạch Ngọc sẽ vì vậy mà hết đường gượng dậy. Đáng ghét, thằng nhóc này rốt cuộc là người nào, lại ra tay ác độc như thế với thư viện Bạch Ngọc ta. Công tử Táng Hoa, từ đâu nhảy ra vậy, nuôi các ngươi đúng là tốn cơm. Một nhân vật xuất sắc như vậy lại không hề có chút tin tức nào về hắn. Cha rõ ràng lai lịch của hắn, món nợ này tuyệt đối phải đòi lại. Các trưởng lão của thư viện Bạch Ngọc, ai nấy đều tức mà không có chỗ chút giận, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất như hận không thể nuốt sống hắn. Có người cực kỳ phẫn nộ đương nhiên cũng có người vui vẻ hân hoan. Tất cả mọi người trong thư viện Thiên Phủ đều nở nụ cười tươi tắn, nhưng cảm xúc trong lòng đều đang cố gắng kìm nén không dám để lộ ra niềm vui một cách quá đà. Cho đến khi trọng tài tuyên bố kết quả xong thì mới kích động đứng bật dây hoan hô ầm ĩ. Thắng rồi. Chiến thắng hình thức địa ngục rồi. 20 năm, mối nhục năm đó cuối cùng thư viện Thiên Phủ cũng đã đòi lại được rồi. Cục tức nén trong lòng 20 năm cuối cùng đã hoàn toàn được xả hết. Trước đó, sự sỉ nhục từ phía thư viện Bạch Ngọc lại càng bị Lâm Nhất giúp đòi lại. Mạc Linh tỷ, thắng rồi. Lâm công tử hắn đã chiến thắng hình thức địa ngục, hắn thật sự thắng rồi. Nỗi khổ sở dồn nén trong lòng Liễu Vân Yên rốt cuộc đã không thể kiềm chế được nữa, ôm chặt lấy Mạc Linh khóc lạc cả giọng. Cô nương có tính cách tương đối cứng cỏi này, hôm nay, vào giờ phút này lại chưa từng cảm động như vậy bao giờ. Mạc Linh ôm nàng ta vào trong lòng, dịu dàng cười nói, đừng khóc nữa nào. Một hồi sau Liễu Vân Yên mới ổn định được cảm xúc. Nhớ đến vẻ thất thố của mình làm cho hai má nàng ta ửng đỏ. Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn vào thiếu niên đứng bên trong sân đấu, khẽ cười nói, Mạc Linh tỷ, tỷ thấy Lâm công tử hình như có hơi khác không? Có sao? Mạc Linh quay đầu lại nhìn, thiếu niên áo xanh kia thu kiếm vào vỏ, thần sắc bình tĩnh lạnh lùng, chẳng có gì thay đổi.
chỉ là phong mang tràn ra nơi đầu lông mày là khí phách, là sự sát phạt quyết đoán, là vẻ lạnh lùng bá đạo mà hắn chưa từng thể hiện ra khi còn ở trong thư viện thiên phủ. View. Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, ung dung quay trở về chỗ ngồi của thư viện thiên phủ. Khi vừa mới đáp xuống, nhóm người tiền bối Đường Du liền vội vàng bước lên phía trước cười nói, có bị thương không? Có chút vết thương nhẹ, nhưng mà không có gì đáng ngại. Lâm Nhất thật thà nói. Vậy thì tốt, ngày mai nếu như có thể giữ được phong độ như hôm nay để nghênh chiến với Tào Thần thì cũng không phải không có khả năng chiến thắng. Trong ánh mắt của tiền bối Đường Du sáng lấp lánh, khẽ cười nói, vẻ mặt của ông ta cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Có thể nghiền nát đối thủ trong hình thức địa ngục để rửa hết nỗi nhục của thư viện thiên phủ đã là điều chẳng hề dễ dàng. Là một ngoại viện, Lâm Nhất coi như đã phát huy vượt sức tưởng tượng, từ trên xuống dưới của thư viện thiên phủ đều vô cùng hài lòng. Ngày mai cho dù thất bại thì danh dự của thư viện thiên phủ cũng sẽ không bị ảnh hưởng, có đánh mất nửa đạo thần văn kia thì cũng chưa chắc trong những cuộc chiến đấu giữa năm viện sau này sẽ không thể lấy lại được. Kết quả thế này, đã có thể coi là hoàn mỹ rồi. Dù gì, trong lời đồn đại, Tào Thần kia rất có khả năng đã đạt đến tu vi Dương Huyền Đại Thành, hy vọng chiến thắng cũng không nhiều lắm. Lâm Nhất cất lời hỏi, cuộc chiến với Tào Thần là ngày mai sao? Tiền bối Đường Du vuốt chòm râu cười nói, nếu không có hình thức địa ngục thì ngay lập tức sẽ phải thi đấu luôn. Nhưng mà ngươi vừa mới chiến thắng trong hình thức địa ngục nên ngươi chắc chắn phải nghỉ ngơi một đêm, nếu không thì cũng quá là thiệt thòi. Về phương diện này đã được tính đến từ trước khi đặt ra quy định rồi, chẳng qua ngươi mới được tính là người đầu tiên thành công khiêu chiến hình thức địa ngục. Nhưng mà Tào Thần kia, thực sự rất đáng sợ, ngươi phải nhớ đừng thiếu cảnh giác. Tào Thần tuyệt đối không phải là người mà nhóm Bạch Ngọc Thần có thể sánh được, hắn ta là thiếu niên yêu nghiệt được Bắc Tuyết Sơn Trang tập trung bồi dưỡng. Có không ít trưởng lão đều đang nhắc nhở Lâm Nhất, Mạc Linh Tử Tốn bước đến. Nhìn về phía Lâm Nhất dặn dò. Quỳnh. Đúng vào lúc này, khi mà người đến xem kín cả ngọn núi đã chuẩn bị rời đi thì một luồng khí tức khủng khiếp thình lình bùng lên. Luồng khí tức kia tương đối lạnh lẽo, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm hết cả đỉnh núi, khiến mọi người không khỏi sợ run. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, trên vị trí chỗ ngồi của thư viện Tử Lô, nam tử gầy gò vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Hàn ý tràn ra khắp bốn phía xung quanh chính là do người này cố ý phát tán ra. Tào Thần. Khi nhìn thấy rõ được dung mạo của người này, bầu không khí trên sân đấu đột ngột như đông đặc lại. Rất rõ ràng, thiếu niên kín đáo này đã dùng cách thức vô cùng bá đạo để khiến tất cả mọi người phải dừng chân, hắn ta có lời muốn nói. Dưới sự chăm chú của vô số ánh mắt, tầm mắt của Tào Thần chỉ nhắm về duy nhất một chỗ. Nói chính xác là chỉ nhắm thẳng vào một mình Lâm Nhất. Cảm nhận được luồng ánh mắt này, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn qua, người này cuối cùng cũng phải nhìn thẳng vào hắn rồi. Còn nhớ lúc trước trong mắt hắn ta như chẳng coi ai ra, cũng chẳng hề coi trọng đệ tử của các thư viện. Sau khi tiến vào trong hội trường liền nhắm mắt dưỡng thần, chưa từng quan sát một trận chiến nào. Đối phương vẫn như lúc đầu, trường sam màu tím đón gió tung bay phần phật. Ánh mắt lạnh lùng phảng phất như mọi thứ ồn ào phồn hoa của thế gian chẳng hề liên quan gì đến hắn ta. Cơ thể mỏng manh tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi bay mất, nhưng bản thân hắn ta lại giống như một thanh quỷ đao u minh bay ra từ địa ngục. Chỉ là lúc này, trong mắt hắn ta đã có thêm một người. Trong đôi mắt lạnh lùng u ám lại có thêm chút độ ấm, hắn ta nhìn về phía Lâm Nhất cất giọng tương đối nghiêm túc nói, trận chiến ngày mai, ta đợi ngươi. Trận chiến ngày mai, ta đợi ngươi. Tào Thần vô cùng bình tĩnh nói một câu nhưng lại tạo thành một làn sóng cực mạnh trên hội trường rộng lớn ở đỉnh núi. Câu nói này, hắn ta nói cũng được, không nói cũng chẳng sao. Trận chiến ngày mai, vốn là không thể tránh được, thư viện thiên phủ buộc phải phái Lâm Nhất ra để chiến đấu với hắn ta. Nhưng nếu đã nói rồi, vậy thứ mà hắn ta muốn tỏ rõ là thái độ, Tào Thần hắn. Yêu nghiệt được Bắc Tuyết Sơn Trang đặc biệt bồi dưỡng, hắn ta đã bắt đầu coi trọng Lâm Nhất rồi. Trận chiến ngày mai, hắn ta sẽ nghiêm túc ứng chiến, tuyệt đối không đánh lấy lệ. Đây là sự tôn trọng dành cho đối thủ, cũng là sự chấp nhận đối với Lâm Nhất, không hề nghi ngờ,
trận chiến ngày mai sẽ cực kỳ đặc sắc. Trong lòng tất cả mọi người đều gần như dậy sóng và vô cùng mong đợi, không cần phải nhiều lời, công tử Táng Hoa và Tào Thần, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta kích động không yên rồi. Nếu là trước đây thì chắc chắn sẽ chẳng có ai cho rằng Lâm Nhất có thể có tư cách để được nhắc đến cùng với Tào Thần. Hai người giao đấu chắc chắn là Lâm Nhất sẽ phải thua. Nhưng xem đến ngày hôm nay, hình thức địa ngục điên cuồng như thế, sợ là sẽ chẳng có ai dám chắc chắn rằng Lâm Nhất sẽ thua nữa. Giữa thắng và bại, vô cùng khó đoán biết. Lâm Nhất đón lấy ánh mắt kia, nhìn gương mặt lạnh lùng của đối phương, hắn trái lại cảm nhận được chút áp lực. Người này rất mạnh, chỉ riêng ánh mắt kia thôi, hắn đã có thể cảm nhận được, người này không dễ đối phó. Tào Thần kia nói xong liền cùng với người của thư viện Tử Lô rời đi, bóng dáng dần xa cho đến khi biến mất hẳn trong tầm mắt của tất cả mọi người. Nhìn bóng lưng người này rời đi, trong lòng Lâm Nhất thầm nhủ, người này rất thú vị, trận chiến ngày mai đối với hắn mà nói có lẽ tương đối quan trọng. Hắn có một loại dự cảm, cuộc chiến này sẽ trở thành cuộc chiến nguy hiểm nhất từ lúc hắn rời khỏi Lăng Tiêu Kiếm Các đến nay. Thắng thua cực kỳ quan trọng. Nếu một khi thua cuộc rất có khả năng loại phong mang non nớt mới ra đời kia sẽ triệt để bị đánh nát. Không nói đến việc khí vận có thể vì thế mà đi xuống hay không, chỉ riêng sức ảnh hưởng trong lòng đã vô cùng đáng sợ. Rất có khả năng một khi thua trận, sẽ bị đả kích nặng nề, trong vòng một năm, nếu muốn nổi bật trong quần Long Thịnh Yến thì gần như không có cơ hội. Trong bảng Long Vân, đừng nói đến mấy danh sách đứng đầu. Chỉ e là có chỗ cho mình hay không cũng đã rất khó rồi. Nhưng kiếm khách của thế hệ chúng ta trước giờ vẫn luôn như vậy, nếu như không đạp bỏ mọi chông gai, không có trái tim dũng cảm mặc kệ sống chết thì làm thế nào để tiến về phía trước. Trong mắt thiếu niên dần dần nổi lên chiến ý hừng hực. Đêm đến. Làn gió kèm theo hơi lạnh thổi vào trong viện của Lâm Nhất sau đó lại luồn qua cửa sổ thổi vào trong phòng. Gió mang đến chút hơi lạnh cũng mang cả ánh trăng sáng ngời trên bầu trời. Lâm Nhất ở bên trong phòng khoanh chân ngồi, trên người phát ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, hắn đang tu luyện Tử Diên kiếm quyết. Sau cuộc đại chiến lúc ban ngày, luồng gió lạnh lẽo mang đầy ánh trăng sáng này trái lại khiến nội tâm hắn dần dần trở nên tĩnh lặng và bình yên. Nhưng sự yên bình này chỉ là tạm thời, chẳng qua cũng chỉ là chút bình lặng trước khi giông tố nổi lên mà thôi, ngày mai. Ắt sẽ có một trận đại chiến long trời lở đất, lay động cả nội tâm của Lâm Nhất. Kiếm quyết vận chuyển làm thiên địa linh khí khắp bốn phương từ từ mà dày đặc tràn vào trong cơ thể thiếu niên. Lâm Nhất giống như một con cá kình cực lớn giữa biển cả, điên cuồng hấp thu linh khí, không ngừng nuôi dưỡng nhục thân, củng cố tu vi. Ánh sáng bạc quanh người lại liên tục lập lòe chiếu lên gương mặt thanh tú của thiếu niên khiến hắn ít nhiều trông có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Hồng hộc. Nửa canh giờ sau, Lâm Nhất mở hai mắt ra, trong đáy mắt thoáng lóe lên vẻ lạnh lùng sắc bén. Ánh mắt kia tựa như tia lửa điện, chỉ trong một tích tắc dường như đã chiếu sáng rực cả bầu trời đêm bên trong căn phòng, trên người thiếu niên bùng lên kiếm ý lạnh lùng mà bá đạo, kiếm mang ảo ạt như sóng biển. Một hồi sau, luồng kiếm ý rào rạt này tan sạch đi, ẩn hết vào bên trong cơ thể của Lâm Nhất, không hề để lộ ra một chút xíu nào. Sự dồi dào của kiếm ý ở mức độ này đã vượt xa so với dự đoán của tất cả mọi người. Càng khó có được là, kiếm ý này bá đạo như vậy lại có thể được sử dụng nhuần nhuyễn, thu phóng tùy ý trong tay Lâm Nhất. Nếu như đổi thành người khác, bỗng nhiên có được kiếm ý khủng khiếp như vậy thì sẽ chỉ giống như một đứa trẻ đang múa cây kiếm sắt vượt quá sức nặng của cơ thể nó, lảo đảo ngã bên nọ vật bên kia, có khi còn không làm bị thương nổi người khác mà đã làm bị thương chính mình trước. Tử Diên kiếm quyết đối với việc cô đọng kiếm ý vẫn luôn sắc bén như vậy, nhưng cảnh giới này của ta một sớm một chiều thì vẫn chưa thể đột phá được nút thắt của cảnh giới âm huyền. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên, bên ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng treo trên đỉnh núi khiến cả ngọn núi trông vô cùng yên tĩnh và phiêu dật. Lúc này, hắn thử mấy lần dùng kiếm quyết đột phá nút thắt cảnh giới. Không hề có ngoại lệ, lần nào cũng đều thất bại. Trái lại có một việc bất ngờ là, hắn phát hiện chẳng qua chỉ là tích lũy chưa đủ mà thôi. Thời gian này của hắn, sự tăng tiến của tu vi hầu như đều theo lẽ thường, gặp phải nút thắt liền dễ dàng đột phá. Nhưng bây giờ,
cuối cùng cũng chạm đến nút thắt thực sự liền tạm thời bị chặn lại. Nếu như luyện hóa hoa hỏa ngục trong túi chữ vật kia ắt sẽ thăng cấp lên cảnh giới dương huyền. Nếu thực sự như vậy thì quả là không đáng, hoa này tương đối quý giá. Mấy chục năm khó gặp một lần, trong cả lãnh thổ rộng lớn của thành U Châu, cho dù là Điện Huyền Dương có tài nguyên lớn nhất mà muốn kiếm được hoa hỏa ngục này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Thiên tài địa bảo chỉ có thể may mắn gặp được chứ không cầu được này mà luyện hóa trong cảnh giới âm huyền thì đúng là quá đáng tiếc. Chỉ là Tào Thần kia. Ban ngày hắn và Tào Thần chỉ nhìn nhau từ xa, nhưng một ánh nhìn đó thôi đã khiến Lâm Nhất cảm nhận được, tu vi của đối phương cực sâu, sâu không thể lường được. Chỉ e lời đồn không hề giả, sớm đã đạt đến mức độ cảnh giới dương huyền đại thành đáng sợ. Lúc mà luồng chân nguyên hội tụ, mênh mông giạt rào, hùng hậu như đại dương khiến người ta khó mà ngăn chặn. Loại cảnh giới này so với nhóm người giang giật, Tào Hưu thì không biết phải mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Cảnh giới âm huyền và dương huyền vốn đã có cách biệt, dương huyền tiểu thành còn đỡ. Nhưng dương huyền đại thành, lập tức đã kéo dài cách biệt như thể trời và đất. Muốn chiến đấu vượt cảnh giới thì rất là miễn cưỡng. Trong lòng Lâm Nhất đầy áp lực, cũng không hẳn hoàn toàn là vì Tào Thần mà là vì hắn nghĩ xa hơn thế nữa. Tào Thần này mặc dù yêu nghiệt nhưng dù gì cũng chẳng qua mới gần 20 tuổi, so sánh hắn ta với những kẻ mạnh thực sự trong bảng Long Vân thì vẫn còn cách biệt không nhỏ. Một Tào Thần đã đáng sợ như thế, nếu không thể chiến thắng, muốn đi tranh một vị trí trong bảng Long Vân thì đúng là có chút ngây thơ. Ta lại làm thế nào mới đuổi kịp được Tô Hàm Nguyệt? Trận chiến này, có lẽ đã định là sẽ tương đối thảm khốc. Lâm Nhất khẽ giọng lầm bầm, đát mắt lóe lên luồng ánh sáng, nhưng bất luận ra sao, cuộc chiến này tuyệt đối không thể lui, bởi vì hắn không có đường lui. Thu lại cảm xúc, Lâm Nhất vỗ nhẹ lên túi chữ vật, lấy ra bức mãnh hổ tường vi đồ. Mãnh hổ bên trong bức họa có thanh uy dung chuyển đất trời. Khí thế nuốt trọn tám phương, há miệng có thể hòa núi với sông. Chỉ là con mãnh hổ này lại đang nhắm mắt ôn hòa ngửi đóa tường vi trong lòng bàn tay của người áo xanh, bức tranh này hắn đã từng xem qua không biết bao nhiêu lần. Đến hôm nay khi chăm chú nhìn kỹ, đóa hồn ấn trong huyền cung kia lập tức tỏa sáng lập lòe. Một luồng hồn lực dao động như có như không từ trên người hắn dần dần phát tán ra ngoài. Hoa mọc từ chốn nào? Hình ảnh trước mắt từ mờ ảo chuyển dần thành sắc nét, người áo xanh cầm kiếm kia lầm bầm tự nhủ, đóa tường vi trong tay khẽ bay lên đáp xuống, bàn tay phải đón lấy kiếm, bay người múa trong không trung. Hoa rơi mũi kiếm, bung ra một không gian mênh mông. Giờ khắc này, ung dung tùy ý, người áo xanh như thể được tạo thành từ nước. Cơ thể bỗng nhiên bùng ra kiếm thế vô biên, còn mạnh hơn rất nhiều lần so với mãnh hổ khí thế nuốt chửng tám phương. Có thể hòa núi với sông kia. Đóa tường vi nơi mũi kiếm bung nở, hàng nghìn hàng vạn sợi ánh sáng nổ tung ra, tia sáng phát tán ra khắp cả một vùng trời, chói mắt hơn cả các chòm sao, sáng chói hơn cả vầng nhật nguyệt. Phảng phất, khi kiếm tiếp theo đáp xuống là vạn dặm núi sông đều rung chuyển. Đợi đến khi người nọ thu kiếm, các loài hoa rơi rụng đầy trời, muôn hồng nghìn tía, tranh nhau khoe sắc. Thình lình, người áo xanh kia quay đầu nhìn lại, chỉ một nụ cười đã khiến trăm hoa phai màu. Ánh mắt của người đó xuyên qua bức tranh, phảng phất như nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Nhất, xuất kiếm, tung người nhào vào không trung. Rắc! Có âm thanh bức tranh nứt vỡ vang lên, hoa rơi khắp trời, núi sông vô tận cũng theo một kiếm này mà phá tranh tràn ra. Lâm Nhất vội vàng nhắm chặt hai mắt, gập mạnh bức tranh lại, trái tim hắn nhảy lên thình thịch. Khắp người run rẩy. Sự căng thẳng khó mà diễn tả nổi, là sợ hãi, còn có hưng phấn, lại hoặc là đều có hết các loại cảm xúc này. Thật lâu sau, hắn mới mở hai mắt ra. Ngẩng đầu nhìn lên, trong bóng đêm ánh trăng mềm mại như nước. Tất cả mọi thứ vừa rồi nhìn thấy đều tan đi như mộng ảo, không có tường vi, không có mãnh hổ, càng không có người áo xanh như một vị thần kia. Nhưng trong đáy mắt Lâm Nhất lại bừng lên nét hưng phấn, trầm giọng nói, nhìn thấy rồi. Quả thực thấy rồi. Bộ kiếm pháp này so với lúc đầu khi ta nhìn thấy đã khác hoàn toàn, hoa mọc từ chốn nào. Cùng là hoa mọc từ chốn nào nhưng kiếm mang của kiếm này dường như có thể sánh được với vầng nhật nguyệt, khiến tất cả các chòm sao đều phải phai màu. Một kiếm kia, nụ cười kia.
Như vậy, trái lại đã chứng minh được suy đoán trong lòng hắn bấy lâu nay, bức tranh này quả thực cần phải có trình độ linh văn cực cao mới có thể lĩnh ngộ được. Trước mắt cũng coi như có tiến triển không nhỏ, nhưng vẫn khó có thể chịu được loại phong mang ấy. Người áo xanh nọ một kiếm phá tranh lao ra, khiến hắn cảm nhận được, nếu như không kịp gấp bức tranh lại thì rất có khả năng một kiếm kia sẽ đâm xuyên hồn phách của hắn. Trái tim hưng phấn của Lâm Nhất dần dần bình tĩnh lại. Xem ra phải đợi sau khi quan sát học hỏi nửa đạo thần văn kia xong mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được cả bộ kiếm pháp của người áo xanh lưu lại. Chẳng qua là, cho dù như vậy, một kiếm cuối cùng này của người áo xanh, nụ cười khi quay đầu lại đó và một kiếm đâm xuyên bức tranh ấy vẫn khiến hắn chìm sâu vào trong suy nghĩ. Táng hoa trong tay ta có thể làm được đến mức phá tranh mà ra không? Hoặc có lẽ, chưa chắc đã không có khả năng. Cùng lúc đó, trong sân viện của thư viện Tử Lô, Tào Thần kia đang ngồi ngay ngắn phía trước một bàn trà, hắn ta nâng ly trà trong tay yên tĩnh nhìn làn khói lượn lờ kèm theo hương trà tản ra, phảng phất tựa như một người gỗ, không biết hắn đã duy trì tư thế này bao lâu rồi. Kẹt! Mãi cho đến khi cánh cửa phòng bị ai đó mở ra, Tào Thần mới uống cạn nước trà trong ly. Người đến mặc quần áo màu tím, chính là người dẫn đoàn của thư viện Tử Lô, địa vị không kém với tiền bối Đường Du trong thư viện Thiên Phủ, thực lực cũng tương đối đáng sợ. Đại chiến cận kề, ta còn tưởng ngươi sẽ tăng cường khổ luyện mới đúng, không ngờ được lại bình tĩnh như vậy, xem ra ngươi không hề coi Lâm Nhất kia ra gì, cuộc chiến ngày mai đã nắm chắc phần thắng rồi, vẻ mặt của người đến mang đầy ý cười, khẽ giọng nói. Tào Thần nghe vậy trong đáy mắt thoáng qua vẻ khác lạ, lắc đầu khẽ nói, ta không khổ luyện chỉ là bởi vì không cần thiết. Ngày thường tu luyện đã đủ nhiều rồi, không thiếu một đêm này. Ta nhìn thì như bình tĩnh chỉ là vì ta đang nghĩ, một kiếm mà ngày hôm nay hắn tung ra vì sao lại có thể nhanh như thế. Đã nghĩ ra chưa, vẻ mặt của ông lão áo tím bỗng căng thẳng hẳn lên, vội vàng hỏi. Trong mắt ông ta, cho dù Lâm Nhất có công pháp đặc biệt, có thể dùng tu vi âm huyền viên mãn để áp đảo Tào Hưu và Giang Dật. Nhưng gặp phải Tào Thần thì lại chẳng có khả năng này. Ngược lại bản thân hắn còn phải đối diện với áp lực tương đối lớn. Thứ thực sự đáng sợ đó là, kiếm của Lâm Nhất, nhất là một kiếm khi giết chết Tào Hưu. Quả thực là quá nhanh, không chỉ nhanh mà còn cực kỳ bá đạo. Tào Thần lắc đầu, cười hờ hững nói, nhìn ra được chút manh mối, chẳng qua chưa hoàn toàn nghĩ thông. Vậy chẳng phải là sẽ tương đối bị động, ông lão áo tím khẽ nhíu mày. Vì đâu mà nói vậy? Ta kỳ thực không cần thiết phải nghĩ thông hết, đao của ta, chỉ cần nhanh hơn kiếm của hắn là được. Dưới ánh trăng, gương mặt gầy gò của Tào Thần đặc biệt lạnh lùng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn đã có vô số bóng người bay về phía hội trường rộng rãi trên đỉnh núi. Không bao lâu sau, bóng người ùn ùn kéo đến đã ngồi kín cả hàng ghế khán đài trong hội trường. Một số đến muộn chỉ đành phải tùy ý tìm một chỗ đứng ở phía xa. Phóng mắt nhìn qua chỉ thấy toàn đầu người đen kịt. Trong hàng ghế ngồi của thư viện Tử Lô, một bóng áo tím đang ngồi khoanh chân, yên lặng nhắm mắt, không biết đã ngồi như vậy bao lâu rồi. Là Tào Thần. Bỗng nhiên mọi ánh ánh đều đổ dồn lên người hắn ta, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Tào Thần này đến sớm thật, nhưng lại mặc kệ tiếng xì xầm bàn tán ở bốn phía xung quanh, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình tĩnh, không hề động đậy. Đây chính là Tào Thần à. Hôm nay, có rất nhiều võ giả mới đến, sau khi nhìn thấy dung mạo của Tào Thần đều thầm kinh ngạc. Tào Thần này khá gầy, người mỏng như một thanh đao mang đến cảm giác vô cùng âm u lạnh lẽo. Cho dù không biết hắn ta là Tào Thần thì lần đầu tiên gặp mặt cũng sẽ cảm thấy người này không dễ chọc vào. Nhưng trên thực tế, chỉ cần là người hơi quen biết với Tào Thần đều biết. Hắn ta tuyệt đối khủng khiếp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài mà mọi người nhìn thấy. Rất nhiều đệ tử và trưởng lão của thư viện Tử Lô đều chuyển ánh mắt về phía Tào Thần, thần sắc nóng bỏng, đặc biệt tin tưởng vào thực lực của hắn ta. Hôm nay, mục đích của thư viện Tử Lô bọn họ chính là lấy nốt nửa đạo thần văn kia. Hoàn thành lời hứa để lại của thư viện Tử Lô 20 năm trước. Chỉ cần có Tào Thần ở đây, tất cả đều không cần lo lắng. Công tử Táng Hoa. Đúng vào lúc này đột nhiên có người khẽ giọng hô lên, lập tức có vô số ánh mắt chuyển qua,
chỉ thấy từng bóng người đạp gió bay đến. Chính là nhóm người của Thư viện Thiên Phủ, Lâm Nhất lưng đeo hạp kiếm vô cùng nổi bật trong đó. Chỉ liếc mắt nhìn là đã có thể phát hiện ra hắn. Bỗng tất cả ánh mắt không hẹn mà gặp đều nhìn về một hướng. Chỗ mà công tử Táng Hoa Lâm Nhất đáp xuống. Người mà lúc đầu vô cùng mờ nhạt bị mọi người cho rằng là ngoại viện yếu nhất trong năm thư viện, đến bây giờ, hắn đã dùng đại chiến địa ngục kinh thiên động địa kia để chứng minh thực lực của mình, chứng minh ánh mắt nhìn người của Thư viện Thiên Phủ. Thực lực mà hắn thể hiện ra không có bất kỳ ai dám coi thường. Nghĩ đến ngày hôm qua La Thâm, Trần Vũ, Tào Hưu chết thê thảm biết bao là đủ hiểu được thủ đoạn của người này đáng sợ thế nào. Bất kể là muốn hay không muốn, sự tồn tại của hắn đều đã đạt đến mức độ khiến người ta không thể không quan tâm đến. Lâm Nhất từ từ đáp xuống, ánh mắt quét một vòng liền hướng về phía Tào Thần đang ngồi khoanh chân ở chỗ không xa, thoáng vẻ ngạc nhiên, khẽ giọng nói các hạ, đến sớm thật. Ta từng nói, trận chiến này sẽ đợi ngươi. Biểu cảm trên gương mặt Tào Thần không hề gợn sóng, bỗng nhiên mở bừng mắt ra. Vào giây phút khi hai mắt hắn ta mở ra, trong mắt bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo, phảng phất giống như một thanh bảo đao sắc bén. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, hai bóng hình lại bật người nhào vào không trung, hướng thẳng về phía trung tâm hội trường đáp xuống. Một bóng người trong đó tựa như lưỡi kiếm sắc bén, xé gió lao đi, kiếm ý vang lên leng keng, phảng phất như mây mù trải khắp ngọn núi này cũng đang rung lên theo. Mà một bóng hình khác thì lại băng lạnh như đao, bản thân hắn chính là một thanh đao, là loại sát ý lạnh lẽo như đến từ địa ngục. Ngoại trừ băng lạnh ra, còn bao hàm luồng sát khí âm u như muốn xé toạc vạn vật. Trận chiến cuối cùng của cuộc chiến giữa năm thư viện. Trải qua tác động của trận đại chiến địa ngục ngày hôm qua, trận đấu giữa hai người đã sớm trở thành tiêu điểm khiến ai nấy đều mong ngóng. Sau khi hai người đáp xuống đất, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, thần sắc đều rất lạnh lùng, khí thế khủng khiếp của hai người va chạm mạnh vào nhau. Tên này quả thực không dễ đối phó. Lâm Nhất nhủ thầm trong lòng, đây đã không phải là lần đầu tiên cảm thán, nhưng mỗi lần gặp được người này đều có cảm giác áp lực như bị núi đè. So với nhóm người Tào Hưu, người coi như có thể khiến ta nhìn bằng con mắt khác, miễn cưỡng có thể trở thành đối thủ của ta. Nhưng mà, xét cho cùng ta vẫn phải khuyên ngươi một câu, đối với ngươi mà nói, bây giờ không phải là lúc khiêu chiến với ta, nhỡ không cẩn thận ngươi sẽ phải chết rất thảm. Ánh mắt Tào Thần nhìn Lâm Nhất, khi lời hắn ta vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng sát khí cực kỳ lạnh lẽo từ trên người hắn ta điên cuồng tràn ra. Hắn ta vốn gầy gò mảnh mai, lúc này trông lại càng giống một u hồn lệ quỷ, gương mặt hốc hác bị bao phủ bởi hàn mang khiến người ta run sợ. Ngươi sẽ phải chết rất thảm. Giọng nói chứa đầy sát ý khiến mọi người bất giác run rẩy truyền ra từ miệng Tào Thần, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, bầu không khí bên trong sân đã bắt đầu trở nên đặc quánh. Nhanh vậy đã ra tay rồi sao? Trên đỉnh của ngọn núi rộng lớn, thoáng chốc đã yên lặng như tờ, bất kể là người của Thư viện Tử Lô hay là người của Thư viện Thiên Phủ, thần sắc ai nấy đều trở nên căng thẳng. Ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra được, bất luận là Lâm Nhất hay là Tào Thần đều không dễ dây vào. Trước khi chưa ra tay, muốn nói ai thắng ai thua thì đều khó có thể nói chắc được. Cho dù người của Thư viện Tử Lô có tự tin như thế nào đi nữa thì khi nhớ đến một kiếm bôn lôi chảm điện kia cũng đều cảm thấy lạnh gáy. Ai cũng đều sợ chết, nhưng thế giới này vẫn luôn có những việc, cho dù biết rõ sẽ chết cũng phải đi chứng minh được chút gì đó. Trong đôi đồng tử đen huyền của Lâm Nhất lấp lánh quang mang rực rỡ, bình tĩnh nói. Hắn có sợ chết không? Sợ, hơn nữa còn khá là sợ. Nhưng so với cái chết, hắn càng sợ sự tầm thường không có tài cán gì, thế hệ của ta thân là kiếm khách, khi bước chân trên con đường võ giả này, bản thân phải đạp bằng mọi chông gai, tiến thẳng về phía trước. Bất luận là vì lời đã hứa với Liễu Vân Yên hay là vì trải nghiệm tu luyện võ đạo của bản thân, cuộc chiến mà hắn phải đối mặt với đối thủ mạnh nhất từ sau khi rời khỏi đế quốc Đại Tần này đều khó mà tránh khỏi được. Lòng của hắn, kiếm của hắn chưa từng dao động. Đánh bại ngươi, chính là việc mà Lâm Nhất ta phải chứng minh trong ngày hôm nay. Chiến ý trong đáy mắt Lâm Nhất dần dần bùng lên, lời vừa dứt liền bước nhanh một bước về phía trước,
bước chân này có luồng chân nguyên rồi rào tràn ra, vạt áo lay động, tóc dài tung bay theo kiếm ý phóng khoáng. Khóe miệng Tào Thần khẽ cong lên một nụ cười, hờ hững nói, vậy thì đấu đi. Hai người tương đối quyết đoán, vào giây phút khi khí thế của mỗi người đạt đến mức đỉnh phong, đáy mắt đồng thời lóe lên hàn mang. Một giây sau, bóng hình của mỗi người đều như một ngọn bảo sơn, trước tầm mắt của tất cả mọi người, cả Lâm Nhất lẫn Tào Thần đều đã biến mất. Người đâu rồi? Tốc độ nhanh quá. Bắt đầu chưa? Tứ phía xung quanh bỗng ngạc nhiên hô lên, ai cũng không ngờ được, hai người này lại ra tay nhanh như thế, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì đã biến mất rồi, có rất nhiều người vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng không hề có dấu hiệu báo trước nào, giữa trung tâm hội trường rộng lớn bỗng nhiên phát ra tiếng nổ động trời. Một luồng kiếm mang sắc bén vô cùng và một luồng đao quang với hàn mang tứ phía đột nhiên va chạm mạnh vào nhau giữa không trung. Uỳnh ầm ầm. Thình lình, bầu trời biến sắc. Kiếm mang vào đao mang giao đấu, âm thanh va vào nhau leng keng đinh tai nhức óc, dưới tác động của cuộc chiến này, phảng phất như có một ngọn núi khổng lồ đang bắt đầu rung chuyển. Rất nhiều khán giả đang ngơ ngác, vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, bỗng nghe thấy âm thanh ầm ầm này khiến ngũ tạng lục phủ của bọn họ nhộn nhạo trong bụng, lỗ tai ong ong. Đợi đến khi tỉnh táo lại thì mặt đã biến sắc, vội vàng chuyển ánh mắt đến chỗ khởi nguồn phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở chính giữa hội trường rộng lớn, một thanh trường kiếm lấp lánh ánh bạc cùng với thanh trường đao lạnh lẽo như băng tuyết đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. Giữa không trung, nơi hai bên giao đấu, giữa âm sao động, giữa hư không ép thành từng vòng sóng khí tựa như sóng nước, không ngừng tràn ra. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Dư âm khủng khiếp bao hàm kình khí quét sạch tám phương, trên hội trường trải qua các trận sóng gió giờ đây ngập đầy cát bụi mù trời. Cuồng phong điên cuồng quét sạch tám phương, sức gió mạnh đến mức nhiều người không thể mở nổi hai mắt ra nhìn, làn da hai bên má bị tác động của dư âm rung lên phần phật. Có rất nhiều người thậm chí đã không thể đứng vững. Phải biết là hàng ghế khán giả cách xa hội trường đến cả nghìn mét. Có thể thấy được dư âm sinh ra khi kiếm mang và đao quang va chạm khủng khiếp đến mức nào. Nơi giao đấu, vẻ mặt Lâm Nhất lạnh lùng mà tuấn tú, ánh mắt lấp lánh hàn mang. Tiên thiên kiếm ý trên người bùng lên không dứt, từng đợt kiếm thế cực kỳ bá đạo tràn ra từ trên người hắn. Bỗng nhiên, cảnh tượng kiếm thế mênh mông kia bỗng hóa thành một mặt hồ soi bóng trời xanh mây trắng, quần sơn hội tụ, dư quang chìm vào trong cảnh. Khói nước mênh mông. Táng hoa kiếm trong tay Lâm Nhất khẽ rung lên, chớp mắt đâm ra kiếm quang dày đặc, tựa mặt hồ phẳng lặng như mặt gương bỗng có vô số viên đá rơi xuống. Kiếm quang xung thiên tạo ra vô số sóng nước, tiến hóa thành màn sương mênh mông đầy dư quang. Kiếm thế của bá kiếm cỡ này dưới sự biến hóa kỳ diệu trở nên vừa hào hùng khí thế nhưng cũng vừa huyền ảo như sương. Một kiếm này, khói sóng mênh mang, hơi nước mù mịt. Một kiếm này, khoáng đạt hùng vĩ, bá đạo không gì sánh được. Uỳnh ầm ầm. Từng luồng kiếm quang với thanh thế đáng sợ, mỗi một kiếm đều như màn sương như thực như ảo. Lại như vầng ánh dương trên bầu trời vừa hùng hậu vừa cô đọng. Trong cuộc chiến kịch liệt, Lâm Nhất đã đem bá kiếm và thủy nguyệt kiếm pháp dung hòa với nhau một cách hoàn hảo, dùng tử diên kiếm quyết chém ra vô số kiếm mang khủng khiếp. Thú vị! Đầu mày Tào Thần khẽ nhíu, không thể không nói, trình độ kiếm đạo của Lâm Nhất này khiến hắn ta hơi đau đầu. So với phong cách bá đạo sắc bén của ngày hôm qua, táng hoa kiếm trong tay Lâm Nhất hôm nay đã thay đổi rất nhiều. Khiến hắn ta có chút không kịp trở tay. Tuyệt vân đao, đao cuộn tàn vân. Uỳnh, 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 uỳnh. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên, bao hàm trong đó là đao mang với chân nguyên ảo ạt, mỗi một đao tung ra đều cuốn theo một trận cuồng phong khuấy động cả tầng mây trên trời. Trong mấy chục lần oanh tạc, quanh người Tào Thần những gió lốc và mây trắng khắp trời đang ùn ùn kéo đến. Nhưng bỗng nhiên, kiếm trong tay Lâm Nhất bắn ra một luồng sát ý sắc bén không gì sánh được. Táng hoa kiếm lập lòe quang mang, lại một kiếm nữa lạnh lùng chém ra. Thiên phá vân. Thủy nguyệt kiếm pháp, chiêu thứ 10. Mặt Tào Thần thoáng biến sắc, cơ thể lóe lên tránh xa ra. Kiếm mang khủng khiếp kia lập tức chém vào mặt sân cổ xưa tạo thành một rãnh sâu dài. Kiếm mang kia, thế đi vẫn chưa dừng lại mà kéo dài ra đến cả nghìn mét.
Quỳnh. Đợi đến khi kiếm mang dừng lại. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Lại sập thành một cái hố rộng 100 mét, cả vùng đỉnh núi cũng bắt đầu rung chuyển. Cho dù chỉ là kiếm pháp linh cấp siêu phẩm nhưng khi tu luyện đến hóa cảnh thì trong tay Lâm Nhất, uy lực khủng khiếp của nó vẫn được thi triển đến mức khiến người ta run sợ. Nhất là chiêu thứ 10 này, nếu như lúc này Tào Thần chỉ chậm chân nửa giây thôi thì e là đã tương đối khó chịu rồi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Nhất thoáng vẻ khác lạ, trình độ kiếm đạo của Lâm Nhất này đúng là đáng sợ. Nhìn cảnh này, đồng tử của Tào Thần bỗng co lại, nói bằng giọng nhàn nhạt, các hạ đúng là nhiều thủ đoạn, một kiếm bôn lôi hôm qua còn chưa tế ra đã có thể ép ta đến mức này, đúng là khiến người ta bất ngờ. Nhưng mà, người cũng nên lấy ra sức mạnh thực sự của mình rồi. Lời vừa dứt đã thấy khí thế khắp người Tào Thần bỗng bùng lên điên cuồng, chân nguyên trong cơ thể như biển khơi mênh mông bắt đầu sôi sục. Mới chớp mắt, thanh thế của hắn ta đã đạt đến mức độ khiến người ta phải kinh hoàng, giữa thiên khung mây đen mù trời, một luồng hàn ý khủng khiếp lập tức bao trùm hết cả hội trường rộng lớn. Cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Trong lòng tất cả mọi người bỗng giật thót một cái, cảnh giới Dương Huyền Đại Thành, Tào Thần này tuổi còn chưa tròn 20 mà đã đạt đến cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Vào giây phút khi Tào Thần thể hiện ra tu vi thực sự của mình, loại đao thế ngang ngược mà cuồng bạo kia khiến cả bầu trời cũng phải tối lại. Không hề cho Lâm Nhất cơ hội nghỉ lấy hơi, hắn ta bật người bay lên không trung, vung tay lên là một đao khuấy động biển mây, như thế núi trùng điệp, phóng khoáng hào hùng. Thế như ngọn núi, nguy nga hùng vĩ. Cuối cùng cũng đưa ra át chủ bài rồi. Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Biểu cảm trên mặt Lâm Nhất không hề dao động, sau lưng hắn bỗng nhiên bung ra bóng của đóa tử diên hoa, kiếm thế trên người bùng lên, tử diên kiếm quyết tăng vọt, nhấc tay lên, táng hoa trong tay như mộng như ảo, đâm ra một kiếm. Quỳnh! Biển mây mênh mông chồng chất lên lên nhau, đao mang như núi từ trên trời đổ ập xuống nặng nề đè lên trên táng hoa kiếm. Hội trường cổ xưa không biết đã tồn tại từ bao đời nay trên đỉnh ngọn núi khổng lồ này như đang rung chuyển, không ngừng nứt toát ra, sau đó tạo nên những rãnh nứt sâu dài đan xen chẳng chịt. Trong cát bụi mù mịt, vô số sỏi đá bay lung tung trong không trung. Linh trận cài bên cưới hội trường phát ra các loại ánh sáng chói mắt dưới tác động kinh khủng của cuộc chiến giữa hai người, có vẻ như nó đã sắp không thể chịu đựng được sức mạnh điên cuồng cỡ này. Cảnh tượng khủng khiếp này khiến tất cả mọi người như ngừng thở. Lúc trước, mọi người đều ngầm đoán Tào Thần rất có thể đã đạt đến sức mạnh của cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Nhưng không cảm nhận được rốt cuộc sức mạnh này khủng khiếp cỡ nào. Bây giờ khi sức mạnh của một đao này gần như đã chém tan tành cả hội trường thì bọn họ mới cảm nhận được sự đáng sợ và chấn động. Nhưng càng khiến người ta ngạc nhiên là... Lâm Nhất với tu vi âm huyền viên mãn sau khi phóng thích bí thuật của một thoáng phồn hoa liền miễn cưỡng chặn lại được đao mang này. Mặc dù có chút chật vật, bị chém bay ra xa nhưng một đao kinh thiên động địa này lại không hề khiến Lâm Nhất trọng thương. Đổi thành người khác, dưới sự khác biệt một trời một vực trong cảnh giới thế này, chỉ e là đã bị đao kia chém thành vài mảnh rồi. Trong thoáng chốc, vô số ánh mắt xuyên qua làn cát bụi mù mịt bắt được bóng dáng của Lâm Nhất. Đợi đến khi bụi cát dần tan đi, bóng dáng hắn trở nên rõ ràng hơn liền trông thấy nhiều vết thương do đao gây ra trên người Lâm Nhất, có dòng máu lạnh băng chảy ra thấm qua lớp áo sam xanh. Lớp áo kia lúc này chớp mắt đã đổi thành màu đỏ tươi. Khi nhìn thấy cảnh này, mọi người lập tức xôn xao, cũng có rất nhiều người thầm lắc đầu. Đáng sợ, thế mà lại tiếp được một đao này, nhưng vẫn hơi miễn cưỡng. Dù gì cũng là yêu nghiệt được Bắc Tuyết Sơn Trang đặc biệt bồi dưỡng, sau khi bộc lộ ra sức mạnh thực sự thì chỉ một đao đã làm cho Lâm Nhất bị thương đến mức này. Trận chiến này đã không còn nhiều kịch tính nữa rồi. Người của Thư viện Thiên Phủ gồm Đường Du, Mạc Linh, Liễu Vân Yên và Mục Tuyết đều thoáng vẻ lo lắng. Cách biệt tu vi cảnh giới vẫn là quá lớn, hôm qua Lâm Nhất dùng một thoáng phồn hoa, kiếm lệnh hoa nở đã có thể đấu lại được với 4 người La Thâm. Trần Vũ về chân nguyên, thậm chí kết hợp với kiếm ý đã chiếm được chút ưu thế. Nhưng hôm nay, khi đối mặt với Tào Thần đã dùng sức mạnh thực sự của mình thì cách biệt vẫn là quá lớn. Công pháp thượng cổ hiếm có tử diên kiếm quyết đương nhiên có chỗ nghịch thiên của mình,
có thể khiến Lâm Nhất lấy một địch 10, cũng có thể dùng kiếm ý chân áp đối phương. Nhưng nếu như cảnh giới cách biệt quá lớn thì vẫn hơi miễn cưỡng. Chút thực lực này còn muốn khiêu chiến Tào Thần, đám người của thư viện Thiên Phủ kia có phần tự tin thái quá. Hoàn toàn không phải là đối thủ, cách biệt quá lớn. Có người của thư viện Tử Lô nhìn thấy cảnh này đều lộ ra vẻ vui mừng, đắc ý nói. Chỉ có ông lão áo tím dẫn đội tỏ ra nghiêm túc, bình tĩnh nói, đừng vui mừng quá sớm, quả thật Tào Trấn đã chiếm ưu thế trong nhát đao vừa rồi, nhưng Lâm Nhất cũng không chịu thiệt quá lớn, chỉ bị thương ngoài da thôi. Với tu vi thể xác của hắn hoàn toàn còn sức để đánh thêm một trận. Các trưởng lão tinh mắt khác cũng không thả lỏng quá mức, dù sao vẫn chưa đến cuối cùng, mọi người đều không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có điều lúc này họ đã yên tâm hơn rất nhiều. Dù cho Lâm Nhất có kỳ ngộ, khi đứng trước Tào Trấn với cảnh giới Dương Huyền Đại Thành vẫn không chiếm được một chút ưu thế. Kiếm quyết của ngươi cũng khá là mạnh đấy. Trong sân, Tào Trấn nhìn Lâm Nhất đáp xuống đất cách đó không xa, khen một câu. Trước nhát đao dùng hết toàn lực này, ngay cả nhân tài kiệt xuất cùng cảnh giới cũng không dám ngông cuồng đỡ trực tiếp. Nhưng Lâm Nhất không chỉ đỡ được mà còn chỉ bị thương nhẹ, quả thật khiến hắn ta phải nhìn bằng con mắt khác. Tu vi này quả nhiên đáng sợ. Lâm Nhất nhìn vết thương trên người mình, vẻ lạnh lùng trên mặt càng thêm sắc bén. Sau khi hắn thăng lên Tử Phủ, nói chính xác hơn đây là lần đầu tiên hắn chịu thiệt lớn như thế trong giao chiến bằng chân nguyên. Cả hai bên đều tung một chiêu và không sử dụng võ kỹ, nhưng chênh lệch lại rõ ràng. Dù bốn người hôm qua cộng lại chỉ sợ còn không bằng một chiêu của người này, đao của hắn ta không thua kém gì so với kiếm táng hoa của hắn. Ngươi thực sự nằm ngoài dự đoán của ta, có điều. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tào Trấn khịt mũi, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trên hội trường tàn tạ, hai người lại lao vào đánh nhau, dư chấn dao động, cuộc chiến giữa đao và kiếm lại bắt đầu. Vẻ mặt Lâm Nhất trông rất nặng nề, khi Tử Diên kiếm quyết điên cuồng thôi động, kiếm táng hoa bộc phát ra kiếm thế kinh hoàng, mạnh mẽ va chạm với đao mang lạnh lẽo và tàn bạo kia. Cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Chỉ mới hơn 10 chiêu, Lâm Nhất đã cảm thấy dần dần mất sức, hắn phát hiện đối phương đã thăng lên cảnh giới Dương Huyền Đại Thành được một thời gian, tu vi vững chắc. Chỉ cần một ý niệm, chân nguyên mênh mông và hùng hậu kia sẽ không ngừng dâng trào như núi lửa. Nếu không nhờ hắn luyện hóa đan càn khôn bích vân, cô đọng chân nguyên thêm một lần và có được bí thuật một thoáng phồn hoa có thể lệnh cho hoa nở này. Có lẽ chưa tới 3 chiêu. Hắn đã bị đánh bại. Lúc này khi vùng Tử Phủ nở rộ, hoa Tử Diên đang chậm rãi nghịch đảo, dưới sự hỗ trợ của kiếm ý, uy thế từ một nhát kiếm của hắn có thể tạm thời chống lại cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Nhưng trạng thái này không thể tiếp tục nữa. Chân nguyên của đối phương hùng hậu, mênh mông vô tận, nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ép đến chết. Dao động rồi à, nếu cảm thấy sợ hãi thì mau nhận thua đi. Nếu không thanh đao của ta sẽ không nhẹ tay đâu. Dường như nhận ra sự dao động trong lòng Lâm Nhất, vẻ tàn nhẫn chợt thoáng qua trong mắt Tào Trấn. Trong tiếng quát lạnh, đao quang không ngừng đánh ra như điện. Đao thế cuốn theo biển mây vô biên, đao mang xuyên qua không trung phát ra tiếng rít chói tai, thanh đao trong tay Tào Trấn vung ra, uy thế như nghìn quân đi qua núi kêu biển gầm quanh quẩn khắp nơi, chấn động điếc cả tai. Ầm, 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 ầm. Đao mang nổ tung như sấm sét, trong cơn cuồng phong, đóa hoa Tử Diên trên đầu Lâm Nhất loáng thoáng xuất hiện những vết nứt. Rất nhiều cao thủ đứng xem đều khẽ biến sắc, nhìn ra một chút manh mối. Tào Trấn thật đáng sợ, không ngờ kiếm ý thiên thiên của Lâm Nhất đứng trước tuyệt vân đao của hắn ta cũng không giành được ưu thế. Đợi lát nữa đóa hoa Tử Diên được biến hóa từ mây trên đầu Lâm Nhất vỡ vụn, có lẽ hắn cách thua trận cũng không xa. Tuyệt vân đao, nói ra cũng có chút bí ẩn, hai chữ tuyệt vân này khá kỳ diệu, chắc là trời khắc Lâm Nhất không thành công nên vân tuyệt diệt Lâm Nhất mới đến. Tình thế trên sân đang dần nghiêng về phía Tào Trấn. Một lát sau, ngay cả người không giỏi phân biệt cũng có thể nhìn ra tình hình của Lâm Nhất rất tệ. Chỉ có Tào Trấn trên sân mới thầm cảm thấy bực bội, Lâm Nhất đã thi triển Tử Diên kiếm quyết đến cực hạn, kiếm như vũ bão, tựa sóng lớn ngút trời. Thể hiện sức mạnh mà một người kiếm khách có thể phát huy đến mức cao nhất.
Dù đang chiếm ưu thế, hắn ta cũng hơi kiêng dè, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi bất cẩn thì có thể sẽ bị kiếm thế của đối phương làm bị thương, và nếu như bị thương thì sẽ không chỉ đơn giản là bị thương nhẹ. Kiếm quang sắc bén kia có thể xoay chuyển cục diện cuộc chiến bất cứ lúc nào. Lại nữa, vẻ tức giận lạnh lẽo xẹt qua trong mắt Tào Chấn, cuối cùng hắn ta mất kiên nhẫn, quát lớn một tiếng, đao mang đầy trời đột nhiên ngưng tụ thành một con mãng xà hàn băng, nó há miệng lớn ra, những chiếc răng nanh đầy máu tỏa khí lạnh vô tận cắn xuống. Con mãng xà hàn băng kia trông dữ tợn và đáng sợ, cơ thể to lớn gần như chắn ngang một nửa hội trường. Nhát đao kia bổ xuống như một con mãnh thú thượng cổ lại xuất hiện. Không xong. Đám người thư viện Thiên Phủ lập tức biến sắc, Tào Chấn đột nhiên thi triển sát chiêu thực sự khiến người ta trở tay không kịp. Họ ở cách mấy nghìn mét còn có thể cảm nhận được con mãng xà ngưng tụ từ đao mang kia tỏa khí lạnh đáng sợ cỡ nào. Không biết Lâm Nhất đứng đối diện phải chịu đựng áp lực lớn tới mức nào. Ánh sáng hạo nguyệt. Con người Lâm Nhất chợt co rụt lại, chân nguyên toàn thân liên tục dao động, kiếm táng hoa trong tay tỏa ánh sáng như trăng. Một vầng trăng to lớn chia ra thành chín, ngưng tụ thành chín chùm kiếm quang màu bạc bay đi. Kiếm quang như mặt trăng sáng ngời, vừa xuất hiện đã tỏa ánh trăng bao phủ khắp mọi nơi. Ầm, 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 ầm. Khi chín chùm kiếm quang phóng thẳng lên trời, va chạm với con mãng xà hàn băng kia, những tiếng nổ không ngừng vang lên và vọng ra khắp bốn phía. Sân đấu dưới chân vốn đã bị tàn phá trầm trọng hoàn toàn nổ tung, có thể nhìn thấy những cái hố sâu ở khắp nơi. Đá văng tung tóe, trong cơn dư chấn, hai người lại lao vào đánh nhau, tạo ra dư chấn kinh khủng hóa thành gió mạnh điên cuồng càn quét. Trong cơn gió lớn, rất nhiều khán giả nhắm hai mắt lại. Vẻ mặt cực kỳ chấn động, sâu trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Cuộc đối đầu giữa kiếm quang và đao mang khiến người ta kinh hãi, uy thế kinh khủng như thế hoàn toàn không dám tưởng tượng là do hai thiếu niên chưa đầy 20 tuổi thi triển. Trên ngọn núi lớn này, trên sân đấu rộng lớn này lại vang lên một tiếng nổ như sấm chớp, chân nguyên dao động, hai người nhanh chóng tách ra. Bù. Vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai người, không dám bỏ sót một chút gì. Ta cũng không ngờ với tu vi của ngươi lại có thể làm ta tốn sức như vậy, có điều. Thứ mà 20 năm trước thư viện Tử Lô cần lấy, cuối cùng cũng sẽ do chính tay ta lấy về, không ai có thể ngăn cản. Tào Chấn nghiêm túc tuyên bố, trong mắt tràn ngập sự sắc bén lạnh lẽo. Vậy thì phải hỏi thanh kiếm trong tay ta có đồng ý hay không đã? Lâm Nhất nhướng mày cười nhạt, thiếu niên mặc bộ áo xanh, máu chảy đầm đìa, nhưng ý chí chiến đấu bất khuất trong mắt, kiếm táng hoa trong tay hắn vẫn rung không ngừng, dứt khoát trả lời. Táng hoa trong tay, tuyệt không nhận thua. Vậy thì phải hỏi thanh kiếm trong tay ta có đồng ý hay không đã? Ý chí chiến đấu của Lâm Nhất không hề bị giảm sút vì vết thương trên người, đặc biệt là kiếm táng hoa trong tay hắn không ngừng run, kiếm ý như thủy triều. Cảm nhận được khí thế này, Tào Chấn ngạc nhiên, chợt trầm giọng đi, các hạ tự tin như thế khiến người ta thật khâm phục, nhưng hôm nay không phải do ngươi đồng ý. Nhát kiếm bôn lôi ngày hôm qua đã làm Tào Mỗ mở mang tầm mắt, hôm nay đao của ta cũng muốn xin ngươi chỉ bảo. Nhát đao này có tên là Thôn Vân. Vừa nói xong, tay phải hắn ta siết chặt chuôi đao như muốn khảm nó vào tay, khí tức lạnh lùng và bá đạo trên người hắn ta lại lần nữa tăng mạnh. Uy thế cảnh giới Dương Huyền Đại Thành vốn đã đáng sợ, giờ đây lại toát ra đại thế nuốt chừng núi sông. Khi chân nguyên mênh mông của hắn ta đổ hết vào thân đao, tầng mây bao phủ sân đấu bắt đầu chuyển động, cả thế giới này đột nhiên tối sầm. Trong bóng tối vô tận, chỉ có thanh đao trong tay Tào Chấn phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Một uy lực kinh thiên động địa điên cuồng cô đọng trên thân đao, đao quang lạnh lẽo kia vặn vẹo như rắn độc. Cùng lúc đó, biển mây giữa không trung cuồn cuộn mãnh liệt hơn, dường như chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới một nửa. Vèo. Khí tức lạnh buốt toát ra từ trên thân đao, khí lạnh thấu xương khiến tất cả khán giả đều không kìm được dùng mình. Đáng sợ. Nói là Thôn Vân, thực chất là Thôn Vân Thổ Nhật, nhát đao này là một trong ba sát chiêu của Tuyệt Vân Đao Pháp, rất nghịch thiên và đáng sợ. Trong truyền thuyết,
từng có đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang đã dùng chiêu này giết chết tán tu cảnh giới âm dương. Lâm Nhất nguy to rồi. Các trưởng lão thư viện Thiên Phủ lập tức sầm mặt, họ là cao thủ cảnh giới âm dương mà còn có thể cảm nhận được nhát đao chuẩn bị bùng nổ này khủng khiếp đến mức nào. Tiểu tử này vốn đã kiệt sức, ta không tin hắn có thể đỡ được nhát đao này. Hắn chắc chắn sẽ chết. Rất nhiều trưởng lão của thư viện Bạch Ngọc đều có vẻ mặt vô cùng dữ tợn, trong mắt tràn đầy thù hằn. Hôm qua Lâm Nhất đã giết 3 người của thư viện Bạch Ngọc, họ hận Lâm Nhất thấu xương, thấy hắn vẫn chưa nhận thua thì lập tức phấn khích. Cứ như đã có thể nhìn thấy Lâm Nhất bị chia 5 xẻ 7 bởi nhát đao này. Uy thế kinh khủng kia đang dần tích tụ, khi nó đánh xuống, Lâm Nhất cảm nhận được một áp lực chưa từng có, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương đang lấy đà tấn công, trên thực tế áp lực này cũng đang buộc hắn để lộ sơ hở. Một khi để lộ sơ hở, hắn sẽ lập tức bị trúng đòn nghiêm trọng. Nhưng trái tim hắn, kiếm của hắn không hề hoảng loạn hay căng thẳng trước áp lực này. Ý chí chiến đấu tràn ngập trong mắt hắn đang sôi trào mãnh liệt, gần đạt tới kiếm ý tiên thiên đại thành. Giờ phút này, nó điên cuồng rung lên, bắn ra một luồng kiếm ý xuyên qua bóng tối, phóng thẳng lên trời. Thẳng tiến không lùi, khiến vạn vật run rẩy. Khi kiếm táng hoa tỏa ánh sáng, trở nên rực rỡ hơn, cuối cùng phát ra ánh hào quang của mình trong bóng tối vô tận này. Trong bóng tối không chỉ có đao quang lạnh lẽo của Tào Trấn nữa. Thôn Vân Thổ Nhật. Bỗng nhiên có một tiếng quát lớn vang lên, Tào Trấn chém nhát đao này ra. Trong tiếng nổ rung trời, tầng mây che khuất bầu trời kia đột nhiên nổ tung. Nhát đao lạnh lùng và tàn bạo này tỏa ánh sáng rực rỡ như mặt trời trong khung cảnh mây vỡ tan nát, chém xuống một cách vô cùng bá đạo. Ầm. Chiến đài cổ xưa rộng lớn này lập tức bị đao quang bao trùm, mặt đất tàn tạ được chiếu rọi sáng ngời, xua tan cả bóng tối. Nhát đao như mặt trời này cuốn theo mây đen mù trời hạ xuống. Trên không trung, khuôn mặt gầy gò của Tào Trấn được đao quang chiếu rọi trông như đông cứng lại. Dáng vẻ lạnh lùng kia như một vị thần, ánh hào quang chiếu xuống khiến người ta muốn quỳ gối dập đầu. Thôn Vân Thổ Nhật, nhát đao bá đạo và điên cuồng này làm cho mọi người xung quanh đều thở gấp. Tim đập thình thịch, từ lâu họ đã nghe nói về tuyệt vân đao của Bắc Tuyết Sơn Trang, tiếng tăm lẫy lừng. Hôm nay được nhìn thấy phong thái của sát chiêu Thôn Vân Thổ Nhật này, cuối cùng họ cũng hiểu tại sao đao pháp này lại có thể nổi tiếng như vậy. Đúng lúc lắm. Nhưng mọi người đều không ngờ nhát đao đáng sợ như thế lại khiến Lâm Nhất trở nên hưng phấn, ý chí chiến đấu trong lòng sục sôi lớn mạnh hơn nữa. Nhát đao này có tên là Thôn Vân Thổ Nhật, cũng đáng để hắn thi triển thức thứ hai của bá kiếm. Bá kiếm, kinh hồng phá nhật. Lâm Nhất trực tiếp đỡ nhát đao sáng rực như mặt trời đánh từ trên không trung xuống kia. Trong tiếng thốt kinh ngạc của mọi người, hắn không né tránh mà vung kiếm táng hoa trong tay lên. Hô! Vào khoảng khắc phung kiếm, một tiếng gào thét như sấm vang lên, mặt đất quanh người hắn nứt toác ra, cơn cuồng phong mấy trăm trượng nổi lên, cơn gió như có thực thể ấy tựa đôi cánh của côn bằng. Lâm Nhất cầm kiếm bay lên không trung, sau đó đâm ra với uy thế này. Răng rắc! Ở mũi kiếm dường như có ánh sáng vỡ vụn, âm thanh giòn giã vang tận mây xanh. Đao mang như mặt trời vừa mới đánh nát mây kia giờ đây đều bị mũi kiếm nghiền ép. Xung quanh lập tức tối sầm, tất cả mọi thứ đều rơi vào bóng tối. Có chuyện gì vậy? Những tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bóng tối khiến tất cả mọi người đều giật mình, thực sự không thể đoán trước được. Vừa xuất hiện, Tào Trấn đã dùng khí thế Thôn Vân làm cho cả sân đấu chìm trong bóng tối, sau đó lại dùng đao mang Phá Vân Thổ Nhật chiếu sáng sân đấu. Nhưng đao quang khiến người ta muốn quỳ gối dập đầu này còn chưa tồn tại bao lâu đã bị một nhát kiếm của thiếu niên nhuốm máu kia chém nát. Đao kiếm đối đầu nhau tựa như cây kim so với sợi râu, dù cho chiếc áo xanh trên người đã đẫm máu, nhưng thanh kiếm trong tay hắn tuyệt không nhận thua. Dù cho nhát đao Thôn Vân Thổ Nhật kia tỏa ánh hào quang lóa mắt cỡ nào, có thể khiến cho mọi người ở đây tự nguyện thần phục. Nhưng Lâm Nhất ta đây không phục. Kiếm táng hoa trong tay ta không phục. Trong bóng tối, hai sát chiêu đáng sợ khiến người ta vô cùng chấn động, va chạm mạnh vào nhau giữa không trung. Khi đao kiếm chạm nhau, trong tiếng nổ kinh thiên động địa,
bóng đêm vô tận này lập tức sáng ngời. Mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy Lâm Nhất và Tào Trấn đang đối chọi gay gắt giữa không trung, hai khí thế đáng sợ hoàn toàn đan xen vào nhau. Chân nguyên dao động, dị tượng vỡ tan, dư chấn kinh khủng như có thực thể càn quét ra bốn phía với tốc độ cực nhanh. Không xong. Rất nhiều khán giả lập tức biến sắc, dư chấn kia quá đáng sợ, trong nháy mắt đã tàn phá sân đấu thành một đống đổ nát, sau đó tiếp tục lao về phía khán đài. Bùm! Dư chấn quét qua làm rất nhiều khán giả không tránh kịp hộc máu ngay tại chỗ, bị đánh văng ra xa. Trong lúc hoảng loạn, cao thủ của các đại thư viện lần lượt ra tay, cuối cùng cũng trấn áp được dư chấn cuồng bạo này. Rất nhiều người vô cùng sợ hãi, mặt mũi lập tức tái nhợt, chấn động không nói nên lời. Dư chấn đáng sợ của hai đại sát chiêu xuất hiện hơi bất ngờ, nếu phải đối đầu trực diện thì sẽ như thế nào? Vừa nghĩ tới đây, nhiều người lại cảm thấy run sợ. Ầm, ầm, ầm. Ở trung tâm chiến đài hoang tàn, hai người đối đầu trực diện đều phải chịu đựng thế công không gì sánh nổi. Bất luận là kiếm thế sắc bén bá đạo của Lâm Nhất hay đao thế tàn bạo lạnh lẽo của Tào Trấn đều cực kỳ đáng sợ. Lại một tiếng nổ lớn như sét đánh vang lên, hai bóng người văng ra xa như sao băng. Phụt. Lâm Nhất hộc ra một búng máu, ngã quỵ xuống đất, làm mặt đất nứt toác ra, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Ở bên khác, Tào Trấn chậm rãi rơi xuống đất cũng cực kỳ nhếch nhác. Đây là lần đầu tiên hắn ta bị thương nặng như thế kể từ khi đánh nhau. Hắn ta bụng ngực, liên tục ho khan, mỗi lần ho lại hộc ra một búng máu. Leng keng. Nhưng vào lúc này, một tia sáng đột nhiên rơi xuống từ trên trời, làm vô số đá vụn tung bay. Đó là một thanh kiếm, dù đã cắm xuống mặt đất nhưng vẫn không ngừng rung vù vù. Đó là bội kiếm của Lâm Nhất, là kiếm táng hoa. Không ổn. Đường Du, Mạc Linh và những người khác của Thư viện Thiên Phủ lập tức biến sắc, trong lòng như vừa chịu một đòn nặng nề, tất cả đều không nhìn được đứng phát dậy. Kiếm của hắn đã rời tay. Là một người kiếm khách, khi bội kiếm rời tay, ai cũng có thể tưởng tượng ra hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Chỉ khi nào rơi vào tình thế bắt buộc mới có thể bất đắc dĩ để bội kiếm bị đánh văng ra khỏi tay. Ngay cả kiếm cũng không giữ được, chứng tỏ Lâm Nhất đã hoàn toàn kiệt sức. Vừa rồi hai đại sát chiêu đối đầu nhau, suy cho cùng tu vi vẫn chênh lệch quá lớn, Lâm Nhất vốn bị thương đã thua một nửa. Mặc dù Tào Trấn trông thê thảm, nhưng hắn ta vẫn nắm chặt đao của mình trong tay. Hô hô! Tào Trấn hít vào thật mạnh, nhưng lần đầu tiên trên khuôn mặt tái nhợt kia lại lộ ra nụ cười. Cuối cùng trận chiến này vẫn là hắn ta thắng. Chỉ là không ngờ lại thắng một cách thê thảm như vậy. Nhưng chỉ cần thắng, Tào Trấn hắn ta sẽ là người cười đến cuối cùng. Trận chiến này chắc chắn sẽ là bước đầu tiên để hắn ta trở nên nổi tiếng khắp cổ vực Nam Hoa. Nhưng đúng lúc này, thiếu niên áo xanh nằm trên đống đổ nát đập mạnh tay phải xuống đất, hai tay chấn động kịch liệt, bay lên không trung, liều mạng xông về phía Tào Trấn. Quần áo của hắn đã rách ra thành nhiều mảnh, thương tích đầy mình, máu chảy không ngừng, khuôn mặt tuấn tú đầy vết xước. Chỉ có đôi mắt ấy vẫn toát ra ý chí chiến đấu hừng hực, không chút nản lòng. Cơ thể tiểu tử này thật đáng sợ, bị thương nặng như thế mà vẫn có thể đứng lên. Nếu người khác bị thương nặng như vậy, chỉ sợ ngay cả nhúc nhích cũng không làm được, chắc hắn đã tu luyện công pháp luyện thể nào đó rất mạnh. Hừ, vậy thì sao, trong tay không có kiếm, trạng thái này chỉ có tự tìm cái chết. Nhìn thấy Lâm Nhất đột nhiên bay lên, đám người thư viện Tử Lô giật mình, sau đó lập tức bình tĩnh lại, vẻ tàn nhẫn lộ ra trong mắt. Theo họ nghĩ, Lâm Nhất cố chấp như vậy thực sự rất ngu xuẩn. Nếu tiểu tử nhà ngươi muốn chịu chết thì đừng trách ta. Thấy Lâm Nhất đang dần tới gần, một tia sáng lạnh xẹt qua trong mắt Tào Trấn. Như không thể cô đọng nước, như nhật nguyệt không ở trên bầu trời. Phật môn thất sát ấn. Bỗng nhiên, sát ý thấu trời như một ngọn núi lớn đè xuống chiến trường đã là một đống đổ nát này, nó nặng nề như vực sâu, mỗi ngọn cây cọng cỏ sâu, mỗi ngọn núi dòng sông sâu trong đó đều khó có thể động đậy. Sát ý kia làm cho sát khí của bản thân Lâm Nhất nhân lên gấp 7 lần, đạt tới một mức độ khiến cảnh giới Dương Huyền Đại Thành cũng phải sợ hãi. Mặt Tào Trấn lập tức biến sắc,
đợi đến khi hắn ta hoàn hồn lại, định rút lui thì đã muộn. Hắn ta chỉ có thể cắn răng nắm chặt thanh đao trong tay, cố gắng đỡ trước sát ý như bùn lầy này. Chúng sinh phẫn nộ. Oán thiên bất nhân. Khi quyền mang đánh ra, uy lực kinh khủng của thất sát ấn lập tức bùng nổ. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, đất đá bay mù trời, đất trời đổi sắc. Quyền uy minh mông phát huy hết tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn thâm hậu của hắn, khí chất hoàn toàn thay đổi. Quyền của hắn lao nhanh như nghìn quân vạn mã, tiếng kêu giết ngưng tụ từ lửa giận làm rung trời chuyển đất, dường như có sự nhiệt huyết và đau khổ vô tận khó có thể tiêu tan. Lòng hào hùng đè nén đến tột cùng kia tựa như ánh chiều tà nhuộm máu, cực kỳ thê lương. Chén rượu khó cạn, ai cạnh bên ta? Vừa nghe thấy một tiếng hò hét, quyền mang như mặt trời đánh ra, Tào Trấn đang cố hết sức cũng không thể đỡ được. Xương sườn trên ngực bị gãy, hắn ta hộc máu, văng ra xa. Lâm Nhất nhẹ nhàng tung ra bốn quyền một mạch khiến tất cả mọi người kinh ngạc, im lặng như tờ, ai cũng sững sờ. Nhưng trong đầu Lâm Nhất lại quay cuồng như sắp nổ tung, trong cơn chóng mặt, cơ thể loạng choạng trực ngã như chiếc lá rách trong gió. Đầu đau quá. Trong tầm mắt mơ hồ, Lâm Nhất nhìn thấy Tào Trấn bị đánh văng đang lảo đảo chống trường đao, cố đứng dậy. Cơn mệt mỏi vô tận kéo đến, Lâm Nhất cố gắng đi tới trước nhưng cơ thể lại không nghe lời hắn. Rõ ràng hắn muốn sang bên trái nhưng lại đi sang bên phải. Rõ ràng muốn sang bên phải nhưng lại đi sang bên trái. Ngay cả khi cơ thể ở trong trạng thái tốt nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu được quyền pháp cấm kỵ thất sát quyền này. Nếu tùy tiện thi triển khi đang bị thương sẽ chỉ đánh địch bị thương 1.000, tự bị thương 800. Khi thấy Tào Trấn cầm chuôi đao bằng hai tay, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, run rẩy đứng lên. Ý thức của Lâm Nhất càng thêm mơ hồ, cơ thể loạng choạng, hắn cố gắng đứng vững nhưng lại rất khó khăn. Trên núi đồi bạt ngàn, mấy vạn khán giả đang chăm chú dõi theo đều im lặng, kinh ngạc không nói nên lời. Sự khốc liệt của trận chiến này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này, một người cố gắng không để bản thân gục ngã, một người thì cố gắng đứng lên. Rõ ràng tình hình của Lâm Nhất xấu hơn, một khi ngã xuống hắn sẽ không đứng dậy được, còn Tào Trấn đứng lên chắc chắn sẽ là người thắng cuối cùng. Phụt! Vào thời khắc mấu chốt này, ngực Lâm Nhất đau nhức kịch liệt, hắn lại hộc ra một búng máu, cơ thể tàn tạ vốn đang gắng gượng lập tức mất thăng bằng, mềm nhũn ngã xuống. Tào Trấn chống đao, run rẩy đứng dậy, nụ cười lập tức hiện lên trên mặt hắn ta. Chết tiệt! Cứ vậy mà thua ư. Sau khi ngã xuống, Lâm Nhất cảm thấy ý thức lại mơ hồ, cơn đau và mệt mỏi vô tận kia cũng đang dần rời đi. Ngã xuống thế này cũng không tệ, ít nhất thì không còn đau đớn nữa, có thể ngủ một giấc thoải mái. Nhưng ngươi, có xứng đáng với tấm lòng hướng về kiếm của mình không? Khi mọi người đang thở dài, khi Lâm Nhất sắp gục ngã hoàn toàn, sâu trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện lời chất vất đánh thẳng vào linh hồn. Hắn mở mắt ra, cơn đau đớn và mệt mỏi vô tận lập tức kéo đến từ bốn phương tám hướng, tràn vào trong đầu khiến hắn đau đến mức muốn chết mà không được, làm đôi mắt kia trợn lên. Kiếm tới. Một câu nói như tan nát cõi lòng, cố gắng hết sức phát ra từ cổ họng Lâm Nhất. Giọng nói này không lớn nhưng lại có một tiếng kiếm ngân to rõ vang lên, quanh quẩn khắp mọi nơi, chấn động điếc cả tai. Là kiếm táng hoa. Nó vẫn ở đó, chưa bao giờ rời đi. Dù đã rời khỏi tay, dù cho thế giới lãng quên nó, trái tim nó vẫn ở bên cạnh Lâm Nhất. Chén rượu khó cạn, ai cạnh bên ta? Chỉ có kiếm táng hoa. Nếu ngươi gọi tên ta sẽ đến bên cạnh ngươi. Cả đời này làm bạn, đến chết cũng không đổi. Cùng với một tiếng kiếm reo thật to, kiếm táng hoa rời khỏi mặt đất. Hóa thành một tia sáng bị Lâm Nhất nắm chặt lấy. Người thiếu niên sắp gục ngã bất chấp tất cả nhìn về phía Tào Trấn, tay phải ném mạnh lên. Hô! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.